Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1041, mưu đồ của thiên tử mới. Ván cờ này thâm sâu khó lường. Cuộc tàn sát trên ván cờ cũng rất ác liệt. Cùng lúc đó, xung quanh thiên tử các bỗng xuất hiện 10.000 binh sĩ được trang bị vũ khí, đều là trang bị hạng nặng. Họ lập tức bao vây lấy thiên tử các. Trong vòng 5 km đều bị bao vây chặt chẽ. Cùng lúc đó, từng tốp binh sĩ mặc áo giáp đen cầm súng đeo dao bỗng xông vào thiên tử các chiếm hết các tầng của thiên tử các. Lúc này bên ngoài tầng 9 đã có 5.000 binh sĩ áo giáp đen bao quanh. Họng súng của họ đồng loạt chĩa về phía cửa sổ. Ngay trước cửa, một thượng tướng vai đeo 3 ngôi sao vàng nghiêm nghị giơ tay lên vẫn đang chờ tin tức ở trong sảnh. Lúc này Tiêu Chính Văn đặt quân cờ xuống, tai động đậy như đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, môi nhếch lên. Nhưng anh lại tỏ ra rất bình tĩnh, cuối cùng đặt quân cờ xuống. Thiên tử mới cầm chặt quân cờ đen trong tay nhìn ván cờ, hồi lâu sau vẫn chưa đi nước cờ tiếp theo. Cuối cùng thiên tử mới khẽ cười rồi vứt quân cờ đen vào lại trong hộp cờ, nhìn Tiêu Chính Văn nói, tài năng chơi cờ của chủ soái Tiêu giỏi hơn lời đồn nhiều, tôi phục rồi. Tiêu Chính Văn khẽ cười nói, cảm ơn thiên tử đã nhường. Ha ha ha, thiên tử mới bật cười, pha một tách trà rồi đưa cho Tiêu Chính Văn nói, chủ soái Tiêu uống thử trà tôi mới pha xem. Tiêu Chính Văn nhìn tách trà ngọc còn bốc hơi nóng trước mặt, anh không uống ngay mà chỉ dửng dưng nói, tôi không thích trà thiên tử pha. Nghe thế sắc mặt thiên tử mới khẽ thay đổi. Ông Lạc bên cạnh cũng sầm mặt, lạnh lùng nói, chủ soái Tiêu, đây là trà thiên tử pha cho cậu, cậu không uống thật sao? Tiêu Chính Văn nhướng mày nhìn ông Lạc, trong mắt có ánh sáng lưu chuyển. Anh cười nói, ông đang đe dọa tôi sao? Ông Lạc nhíu mày quát, láo xược. Thiên tử mới phất tay nói, ông Lạc, nếu chủ soái Tiêu đã không thích uống thì đừng miễn cưỡng. Dứt lời, thiên tử mới đứng dậy đi đến sân thượng nhìn ra khắp Long Kinh nói, chủ soái Tiêu, cậu có biết tại sao tôi không thể giữ cậu lại không? Tiêu Chính Văn không đáp lời nhìn bóng lưng thiên tử mới. Thiên tử mới nhìn cả Long Kinh, rồi nhìn lên bầu trời nói, một đời thiên tử đều nhờ vào cấp dưới của mình, người Hoa Quốc đều biết chủ soái Tiêu đã có công lao hiển hách với Hoa Quốc, nhưng cậu lại là người của thiên tử cũ, không phải là người của tôi. Trong lịch sử có thời đại hay quân vương nào mà không giết quan chức cũ để củng cố thế lực của mình không? Hoàng đế thời Đường, sự biến Huyền Vũ Môn, hoàng đế Chu anh em tương tàn, mỗi một thời đại thay đổi đều đẫm máu tanh nồng. Ngay cả lúc thiên tử cũ kế vị, mấy quan chức cũ đó cũng không tránh khỏi việc này. Thế nên chủ soái nên hiểu được mọi chuyện tôi muốn làm. Quan chức cũ còn ở đây thì ngôi vị mới của tôi sẽ không còn vững nữa. Những người này đã già rồi, nếu làm phản thì Hoa Quốc sẽ trở nên không thể tưởng tượng được. Thời đại thay đổi thì cần phải thay máu nội bộ, sự hưng thịnh của Hoa Quốc cũng cần thay máu. Không biết tôi nói thế chủ soái Tiêu có thể cảm thông được không? Dứt lời, thiên tử mới xoay người lại nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi đó. Tiêu Chính Văn hơi cau mày suy nghĩ đến những lời thiên tử mới nói. Anh hiểu rõ và lý giải được ý của thiên tử mới. Trong lịch sử đã có không ít chuyện quan chức thời đại trước làm loạn đất nước. Thế nên thiên tử thay đổi thì chuyện quan chức cũ từ chức là chuyện đã thành thông lệ ở Hoa Quốc. Nhưng trong đó không tránh khỏi có vài chuyện đẫm máu tanh nồng. Thiên tử muốn thế nào? Tiêu Chính Văn bỗng nhướng mày nhìn thiên tử mới. Chương 1042, Khương Vi Nhan mang thai. Thiên tử mới chắp tay ra sau nhìn Tiêu Chính Văn nói, tôi muốn thu hồi lại chức đại nguyên soái và chức vua Bắc Lương của cậu. Chỉ một câu nói đã thể hiện rõ ý của thiên tử mới. Làm vậy là tước chức giành binh quyền. Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh lùng nhìn thiên tử mới. Đồng thời anh cũng liên tục cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài cánh cửa tầng này của thiên tử các binh sĩ áo giáp đen được trang bị vũ khí đã lắp đạn lên nòng. Bàn tay tướng quân dẫn đầu đó đã bắt đầu nắm chặt lại. Chỉ đợi lệnh thì họ sẽ xông vào. Thậm chí trong sảnh lớn có thể thấy được bóng người trên cánh cửa. Tiêu Chính Văn bỗng mỉm cười nhìn tách trà đã nguội lạnh trên bàn, anh không hề do dự cầm lên uống hết. Sau đó Tiêu Chính Văn đứng lên nói, nếu thiên tử mới muốn thu hồi thì tất nhiên tôi sẽ không miễn cưỡng giữ lại. Trà này lạnh rồi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người định rời đi.
Thiên tử mới nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn bỗng nói, chủ soái Tiêu, cậu nên biết nếu làm thế thì cậu sẽ không còn là đại nguyên soái của Hoa Quốc, không còn là vua Bắc Lương nữa mà chỉ là một người dân bình thường thôi. Tiêu Chính Văn dừng bước, không quay đầu lại đáp, tôi cũng đã chán ngán cái cảnh đánh giết rồi, nếu thiên tử mới muốn vị trí chủ soái, binh quyền của tôi thì tôi giao cho anh là được. Kể từ hôm nay, tôi không còn là đại nguyên soái Hoa Quốc, không còn là vua Bắc Lương nữa. Mong thiên tử có thể chuyên tâm xây dựng đất nước, dẫn dắt Hoa Quốc càng trở nên sáng chói hơn. Nói xong, Tiêu Chính Văn lấy một thẻ bài màu vàng từ trong ngực ra nhìn một lúc, sau đó vung tay một cái, thẻ bài lập tức bay vào trong tay thiên tử mới. Lệnh bài đại nguyên soái. Thiên tử mới nhìn thẻ bài này, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trước khi đi Tiêu Chính Văn bỗng nói, không biết thiên tử có thể nghe lời này của tôi không? Chủ soái Tiêu cứ nói, thiên tử mới mỉm cười nói. Tiêu Chính Văn nói, Bắc Lương là nơi quan trọng của Hoa Quốc, tôi bạo dạn đề cử một người cho thiên tử, đó là Liễu Thanh. Anh ta là người có tài đại tướng, chủ soái, mong thiên tử đừng chấp nhặt tôi và anh ta có quan hệ mà chôn vùi đi một nhân tài. Nghe anh nói thế, thiên tử cau mày bói, tôi sẽ suy xét. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó xoay người cất bước rời đi. Mở cánh cửa ra, trước mắt là một tốp binh sĩ áo giáp đen. Tay của tướng quân dẫn đầu đoàn quân vẫn còn giữ nguyên ở trạng thái giơ lên giữa không trung. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chính Văn, anh ta hoảng sợ run rẩy, vội vàng lùi sang một bên. Tiêu Chính Văn bật cười rồi rời khỏi thiên tử các. Thấy Tiêu Chính Văn đã đi khỏi, ông Lạc vui mừng ra mặt cúi người nói, chúc mừng thiên tử đã lấy lại được binh quyền. Cứ như thế chúng ta có thể nâng cao bản lĩnh rồi. Hoa Quốc chắc chắn có thể đứng vững trên đỉnh cao của thế giới dưới sự trị vì của thiên tử. Thiên tử mới nhìn thẻ bài đại nguyên soái trong tay cũng thở phào. Còn tưởng sẽ có một trận chiến đẫm máu nữa. Chỉ cần Tiêu Chính Văn dám ra tay trong thiên tử các thì chính là muốn hại thiên tử, phản nước, tội danh này chỉ có chết. Cũng may là không có gì xảy ra. Thật ra thiên tử mới cũng không muốn làm vậy nhưng vì Hoa Quốc, vì để mình không bị cản trở trong thời gian nắm quyền nên hắn chỉ có thể làm vậy. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Thiên tử không thâm độc, đất nước không bền vững. Âm thầm thông báo Tiêu Chính Văn đã từ chức, thiên tử mới nói. Vâng, ông Lạc đáp. Bên này sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi thiên tử các, tứ lão Long Các và thập lão chiến bộ ở ngoài cổng thiên tử các đợi anh. Từ xa đã thấy Tiêu Chính Văn bước ra, mấy người Giang Vạn Long lập tức bước đến hỏi, thiên tử mới tìm cậu làm gì thế? Có làm khó gì cậu không? Tiêu Chính Văn lắc đầu, thờ ơ nói, không có gì, chỉ là bảo tôi giao vị trí đại nguyên soái và vua Bắc Lương ra thôi. Nghe thế mấy người Giang Vạn Long hít sâu một hơi. Cái gì, thiên tử mới cách chức cậu ư? Ông Tần lập tức nổi giận gào to, không được, thiên tử mới này muốn làm gì thế? Lẽ nào cậu ta không biết Bắc Lương là vùng đất quan trọng của Hoa Quốc à? Không ai có thể uy hiếp, chèn ép các nước lân cận như cậu. Nếu cách chức cậu thì chắc chắn các nước biên giới sẽ nổi lên tâm tư thèm muốn Bắc Lương. Bây giờ tôi vào đó tìm thiên tử mới nói chuyện. Tần Hán Quốc là người khá nóng nảy. Tiêu Chính Văn vội vàng ngăn Tần Hán Quốc lại, ông Tần, không cần đâu. Chuyện đã đến nước này không cần phải nhiều lời. Nhưng, Tần Hán Quốc vô cùng tức giận. Giang Vạn Long cũng thở dài, nhìn thiên tử các nói, thôi bỏ đi ông Tần, thiên tử mới kế vị thanh lọc đám quan chức cũ cũng là chuyện bình thường. Dù sao cậu ta cũng muốn nắm chặt quyền lợi trong tay mới được. Chuyện đã thế thì chúng ta cũng chỉ có thể âm thầm quan sát thôi. Thủ trưởng quân đội ở một bên cũng hơi cau mày, gật đầu nói, ông Giang nói đúng đấy, trong thời điểm quan trọng này không cần phải thách thức với thiên tử mới. Dù sao cậu ta cũng là người mà thiên tử cũ và chúng ta cùng chọn, cách làm việc khá giống với thiên tử cũ năm đó. Mọi người đều rơi vào trầm tư nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cười nói, ông Giang, ông Tần, thật ra tôi cũng mệt rồi, vừa lúc nghỉ ngơi ở bên cạnh Vi Nhan và Na Na nhiều hơn. Còn tương lai của Hoa Quốc xin nhờ cậy vào các vị. Dứt lời, Tiêu Chính Văn chắp tay lại cúi người xuống. Sau đó anh cất bước rời đi. Bước lên chiếc xe mà Long Ngao đã đợi sẵn từ trước trên đó. Sau khi lên xe, Tiêu Chính Văn nói, về Giang Trung. Vâng, thưa Long Vương. Long Ngao đáp,
sau đó đạp chân ga chạy ra khỏi quảng trường Thiên Tử Các. Lúc này mấy người ông Giang nhìn Tiêu Chính Văn rời đi cũng đều thở dài. Hoa Quốc đã không còn vua Bắc Lương nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1043 thật sao? Trên tầng 9 Thiên Tử Các, Thiên Tử mới nhìn chiếc xe chạy đi xa, nói với ông Lạc bên cạnh, cử vài người âm thầm giám sát hắn, nếu có bất kỳ hành động mưu phản nào thì cứ giết. Vâng, thưa Thiên Tử. Ông Lạc đáp. Nhưng sau đó Thiên Tử mới nói, dù sao Tiêu Chính Văn cũng đã có công lao lớn với Hoa Quốc, nếu hắn cần thì cố gắng giúp hắn. Tôi hiểu rồi. Chiều ngày hôm đó, Tiêu Chính Văn về đến Giang Trung. Vừa đến Giang Trung, anh đã nhận được điện thoại của Long Nhất. Đầu bên kia điện thoại, Long Nhất gần như hét toáng lên, Long Vương, chúng tôi cũng quyết định rời khỏi Bắc Lương. Bắc Lương không có anh thì không còn là Bắc Lương nữa. Tiêu Chính Văn cau mày của trách, làm bậy. Các cậu làm thế là để Thiên Tử mới ở đâu. Bắc Lương là Bắc Lương của Hoa Quốc, không phải của tôi. Nói với các anh em cứ bảo vệ Bắc Lương thật tốt, hễ Bắc Lương xảy ra vấn đề gì thì tôi hỏi tội các cậu. Nói xong Tiêu Chính Văn cúp máy thở dài. Sau đó anh đi thẳng vào biệt thự. Mấy ngày nay, Khương Vi Nhan ở trong biệt thự cứ lo lắng không thôi, mỗi ngày đều cảm thấy bất an. Vợ ơi, anh về rồi. Tiêu Chính Văn bỗng chạy từ cổng vào. Nhìn thấy anh, Khương Vi Nhan nhào đến ôm chặt lấy anh khóc thút thít nói, cuối cùng chồng cũng đã về. Em nhớ anh quá đi, mấy ngày nay, đêm nào em cũng ngủ không yên, trong lòng cứ lo lắng, sợ hãi. Tiêu Chính Văn xoa đầu Khương Vi Nhan, dịu dàng mỉm cười nói, không sao rồi, chẳng phải anh đã về rồi đây sao? Hơn nữa sau này anh sẽ luôn ở cạnh em và Nana. Thật sao? Khương Vi Nhan buông Tiêu Chính Văn ra, ánh mắt lấp lánh nhìn anh. Tiêu Chính Văn gật đầu nói thật. Nhưng Bắc Lương thì phải làm sao? Khương Vi Nhan hỏi. Tiêu Chính Văn nói, anh từ chức rồi, bây giờ chồng em chỉ là người dân bình thường thôi, em sẽ không chê anh chứ. Hả, anh từ chức? Khương Vi Nhan sửng sốt nhưng sau đó dường như đã hiểu ra gì đó, cười nói, anh nói bậy gì đấy, dù anh có phải vua Bắc Lương hay không thì anh cũng là chồng em. Từ chức cũng được, như thế em và Nana không cần phải ngày nào cũng lo lắng về anh. Dứt lời, Khương Vi Nhan bỗng nôn khan. Chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tiêu Chính Văn hoảng hốt, lo lắng chạy vào, vỗ nhẹ sau lưng Khương Vi Nhan hỏi, Vi Nhan, em sao thế? Có phải thấy không ổn ở đâu không? Khương Vi Nhan nôn khan một trận, sau đó trợn mắt nhìn Tiêu Chính Văn nói, đồ ngốc, chẳng phải anh biết y thuật sao, lẽ nào không nhận ra à? Tiêu Chính Văn sửng sốt, giật mình, lập tức nắm chặt tay Khương Vi Nhan, vui mừng nói, em có thai rồi ư? Khương Vi Nhan ngượng ngùng gật đầu nói, vâng. Tiêu Chính Văn vui mừng ôm lấy Khương Vi Nhan chạy ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó xoay vòng vòng trong phòng khách rồi hét lớn, ôi! Anh lại được làm bố rồi. Khương Vi Nhan được Tiêu Chính Văn bế theo kiểu công chúa, cô nâng mặt Tiêu Chính Văn lên cũng vui vẻ cười rạng rỡ. Một lát sau, Khương Vi Nhan mới hờn dỗi nói, thôi được rồi, em chóng mặt quá. Lúc này Tiêu Chính Văn mới thả Khương Vi Nhan xuống. Mừng rỡ sở bụng Khương Vi Nhan cười nói, anh lại sắp làm bố rồi. Khương Vi Nhan liếc nhìn anh nói, anh đừng sờ lung tung, mới bao lâu chứ, có thể sờ được gì. Tiêu Chính Văn xấu hổ vò đầu bứt tai, sau đó áy náy và tự trách nói, lúc trước khi em mang thai Nana, anh không ở bên cạnh, bây giờ anh phải ở cạnh chăm sóc em, mỗi ngày đều không rời khỏi em. Khương Vi Nhan cười nói, chồng à, anh nói gì đấy, đã lâu thế rồi. Tiêu Chính Văn bật cười nói, mạng của anh là do anh quyết định. Vị trí vệ sĩ thân cận của vợ phải để Tiêu Chính Văn anh bao chọn. Khương Vi Nhan đắm chìm trong sự yêu thương tựa vào lòng Tiêu Chính Văn, ánh mắt tràn đầy khao khát về tương lai nói, à phải rồi chồng này, anh nghĩ tên cho con đi. Nghe cô nói thế, Tiêu Chính Văn gật đầu nói, ừ, nếu là con trai thì tên là Tiêu Thiên Huyền, còn nếu là con gái thì tên là Tiêu Linh, em thấy thế nào? Khương Vi Nhan gật đầu cười nói, được đấy. Hai người tựa vào nhau cùng nói về những chuyện sau này. Tối hôm đó, sau khi Khương Vi Nhan ngủ, Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng đi đến phòng Nana, nhìn Nana ngủ mơ thấy gì đó mà môi cong lên mỉm cười. Sau đó anh khẽ khàng đóng cửa lại đi đến sân.
một bóng người bỗng xuyên qua bóng đêm bước đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Ông nội, sao ông lại đến đây? Tiêu Chính Văn đang nằm trên ghế đọc mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn Thư Lục mà trước đó Tiêu Long đưa cho anh. Qua trận đấu với Thất Kiếm lần trước, Tiêu Chính Văn cảm nhận được sức mạnh của mình có lẽ còn một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới Thiên Vương địa cấp 3 sao. Nhưng vẫn còn thiếu chút thời cơ nữa mới có thể đột phá Thiên Vương địa cấp 3 sao. Tiêu Long mặc bộ áo dài đen rộng, cởi mũ xuống nhìn Tiêu Chính Văn đang đứng dậy cười nói, sao nào, cháu dâu của ông có thai, người làm ông này không thể đến thăm sao. Tiêu Chính Văn vội vàng nhường chỗ cho Tiêu Long nói, ông nội cũng biết ạ. Tiêu Long khẽ cười, ông ấy ngồi xuống rồi ra hiệu cho Tiêu Chính Văn cũng ngồi xuống nói, cháu trai ngoan ngồi đi. Tiêu Chính Văn ngồi bên cạnh, sau đó rót cho Tiêu Long tách trà. Tiêu Long bưng lên, hiền hòa mỉm cười, uống một hớp nói, cháu thấy thiên tử mới thế nào. Chương 1044, Tiêu Long tặng quà. Tiêu Chính Văn cau mày nói, hiện tại có vẻ thiên tử mới đã có suy nghĩ và sắp xếp của riêng mình. Cháu cũng không muốn bị kéo vào trong đó nên dứt khoát từ chức. Tiêu Long gật đầu nói, từ chức cũng được, thiên tử mới kế vị, quan chức cũ tất nhiên phải nhường đường, người nào không nhường thì sẽ chết. Năm đó, thiên tử cũ vừa kế vị cũng thế, cả Hoa Quốc đều âm thầm biến động, đẫm máu tanh nồng. Nếu không phải ông và Hán Vương tận tâm trợ giúp thiên tử cũ thì ông ấy cũng không thể giữ vững Hoa Quốc. Tiếc là bây giờ Hán Vương phản nước bị ông giết chết, thiên tử cũ cũng qua đời rồi. Những người năm đó giờ chỉ còn lại được mấy người. Nói đến đây, Tiêu Long nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh mắt chất chứa nỗi niềm bùi ngùi. Cuối cùng một thời đại cũng khép lại. Những người trong thời đại đó cũng ra đi trở thành dòng thời gian trong lịch sử dài đằng đẵng. Sinh mệnh luôn kết thúc rồi lại nở rộ như vậy. Tiêu Long im lặng hồi lâu, sau đó nhìn Tiêu Chính Văn hỏi, sau này cháu định làm thế nào? Tiêu Chính Văn để hai tay ra sau gáy nhìn bầu trời sao nói, cháu muốn trải qua một đời bình yên với Vi Nhan và Nana. Tiêu Long cười nói, nguyện vọng này của cháu được đấy nhưng khó mà thực hiện. Cháu muốn cuộc sống đơn giản bình yên, nhưng những người trong bóng tối đó lại không buông tha cho cháu dễ dàng. Võ Thần Tông, Thiên Tử Mới, Võ Tông, các thế lực khắp nơi và cả các nước bên ngoài, ai cũng không phải dạng vừa. Cháu đã trở thành một quân cờ trong ván cờ của thời đại này, muốn thoát khỏi ván cờ trừ phi trở thành người nắm quyền chủ động của ván cờ. Dứt lời, Tiêu Long nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, dĩ nhiên anh hiểu ý Tiêu Long. Nhưng bây giờ anh đang muốn được nghỉ ngơi. Ông nội, cháu không hiểu tại sao cháu đã từ chức rồi mà họ vẫn không buông tha cho cháu, Tiêu Chính Văn hỏi. Tiêu Long cười khẽ vỗ vai Tiêu Chính Văn nói, cháu trai. Dù cháu có từ chức hay không thì tiếng tăm, khả năng của cháu vẫn còn đó thì kẻ đuổi theo cháu vẫn còn. Chỉ cần cháu vẫn còn sống thì cháu mãi mãi là vật cản đường của họ. Cháu trai, con đường sau này vẫn còn rất dài, cháu cứ từ từ mà đi. Mặc dù thiên tử mới tạm thời không động đến cháu nhưng mấy người bên dưới, các môn phái của Võ Tông, các thế lực nước ngoài và Võ Thần Tông sẽ không đời nào chịu để cháu yên ổn trải qua một đời này đâu. Tiêu Chính Văn cau mày. Tiêu Long đứng dậy, chắp tay ra sau nhìn bầu trời sao nói, cháu trai, thời đại mới đã đến, thời thế thay đổi, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Khoảng thời gian này cháu cứ nâng cao thực lực của mình. Kẻ địch trong bóng tối cũng sẽ lần lượt xuất hiện, ván cờ đã thay đổi. Nói xong, Tiêu Long giơ tay lên lấy ra một miếng ngọc bội phỉ thúy màu xanh nói, đây là quà gặp mặt ông tặng cho đứa nhỏ chưa chào đời, cháu cất đi. Tiêu Chính Văn nhận lấy miếng ngọc bội phỉ thúy đó, cả miếng ngọc đều có màu xanh, bên trên có khắc hình 5 con rồng bảo vệ xung quanh một cây cột. Chỉ cầm trong tay thôi, Tiêu Chính Văn đã cảm nhận được một luồng khí ấm áp chuyển động quanh bên trong ngọc bội. Ông nội, ngọc bội này là, Tiêu Chính Văn hỏi. Tiêu Long cười nói, ông tình cờ có được, có thể biến điều xui xẻo thành điều may mắn, giữ lại cho đứa bé. Dứt lời, Tiêu Long bước vào trong bóng đêm. Đồng thời để lại một câu, Chính Văn, cháu đừng quên hơn một tháng nữa cụ tổ nhà họ Viên Viên Hỗn Thiên có một trận chiến sống chết với cháu. Cháu hãy cố gắng cải thiện thực lực, cuộc chiến với Viên Hỗn Thiên không cần phải nương tay, cứ giết thẳng tay. Tiêu Chính Văn nhìn bóng lưng Tiêu Long đã đi xa, tay nắm chặt ngọc bội. Ông cụ nửa đêm nửa hôm đến đây chỉ vì đưa miếng ngọc bội này thôi ư.
Mấy ngày sau, mấy ngày nay Tiêu Chính Văn luôn ở cạnh Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan đi đâu, anh đi theo đó. Khương Vi Nhan đi làm, gặp khách hàng, đến nhà máy, Tiêu Chính Văn gần như không rời khỏi cô nửa bước. Nhân viên trong công ty Khương Vi Nhan đều thầm bàn tán, Tiêu Chính Văn yêu chiều vợ quá. Vì thế mà Khương Vi Nhan đã nói mấy lần là Tiêu Chính Văn đừng lúc nào cũng đi theo mình, ảnh hưởng không tốt. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không nghe, chỉ nói là bù đắp. Khương Vi Nhan cũng chỉ đành mặc kệ anh. Thật ra cô cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Hôm nay Khương Vi Nhan phải đi gặp một khách hàng, Tiêu Chính Văn đi theo cô đến phòng họp thì nhìn thấy một đám người đợi đã lâu. Người đàn ông trẻ tuổi rất ngầu, nhìn từ xa Tiêu Chính Văn cảm thấy rất quen. Người đàn ông đó sau khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn xuất hiện thì mặt mày lập tức trở nên u ám, môi nhếch lên nụ cười nham hiểm, thật không ngờ lại gặp mày ở đây. Ánh mắt người đàn ông lóe lên sát khí và lửa giận thấu xương. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn chỉ ước gì giết Tiêu Chính Văn ngay bây giờ. Tiêu Chính Văn cau mày ngước mắt nhìn, nhớ lại thì lập tức nhận ra hắn. Người đàn ông này không ai khác mà chính là Đông Phương Phong, cháu đích tôn của nhà họ Đông Phương lúc trước quấy rầy Sở Vi Vi. Chương 1045, Đông Phương ngạo hổ phẫn nộ 1. Tiêu Chính Văn cười khẩy, trong ánh mắt lóe lên sát khí lạnh tanh. Điều này khiến Đông Phương Phong sợ tới mức ngậm miệng ngay lập tức. Nghĩ tới những gì đã trải qua trong buổi tối ngày hôm đó, Đông Phương Phong lập tức cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Nếu không phải có dược sư hoàng của Dược Vương Cốc đích thân ra tay, chỉ khỏi cho tay chân của hắn, có lẽ Đông Phương Phong bây giờ đã trở thành một kẻ tàn phế. Hóa ra là cậu chủ Đông Phương, sao rồi, tay chân của anh bình phục nhanh thật đấy. Tiêu Chính Văn cười nhạt. Câu nói này không nói ra vẫn còn thấy ổn, vừa nói ra đã khiến mặt mũi Đông Phương Phong lập tức đỏ bừng, hai mắt tóe lửa nhìn Tiêu Chính Văn, ác độc gầm lên, thằng danh. Mày nói cái gì? Mày đừng tưởng rằng tao sợ mày, có tin không, cậu chủ tao. Đông Phương Phong vẫn chưa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn sang, dọa hắn sợ tới mức nuốt nửa câu sau trở lại. Tiếp đó, Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía Khương Vi Nhan lúc này vẫn đang bày ra vẻ mặt hoài nghi, hỏi, khách hàng mà em cần bàn bạc là hắn sao? Khương Vi Nhan gật đầu nói, đúng vậy, sao thế? Tiêu Chính Văn hơi cau mày. Nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu nói, không có gì. Khương Vi Nhan cũng đã nhận ra điều gì đó, nhỏ giọng hỏi, chồng à, hai người biết nhau à, có phải anh từng đánh anh ta không? Tiêu Chính Văn không phủ nhận, gật đầu nói, ừ, xảy ra chút xung đột nhỏ. Khương Vi Nhan ồ lên một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên lạnh tanh, hờ hững nhìn về phía Đông Phương Phong. Đông Phương Phong sững sờ, chuyện gì vậy chứ? Hắn lập tức đanh mặt nói, Tổng Giám Đốc Khương, đây là hợp đồng của chúng tôi, cô có thể ký tên lên luôn. Nói xong, Đông Phương Phong búng ngón tay, trợ lý phía sau lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan lại lạnh lùng hừ một tiếng, nói cậu chủ Đông Phương, tôi nghĩ không cần thiết phải hợp tác nữa đâu. Bốp! Đông Phương Phong phẫn nộ đập tay lên trên mặt bàn, hỏi ngược lại Tổng Giám Đốc Khương. Cô đang có ý gì? Chúng tôi lặn lội đường xa từ Long Kinh tới đây là vì chuyện hợp tác với tập đoàn Vi Nhan của mấy người. Bây giờ ngay cả hợp đồng cô cũng chẳng buồn xem đã nói không cần thiết ư. Khi trước cô không hề nói như vậy. Khương Vi Nhan đáp lời, không sai, trước đây quả thực tập đoàn Vi Nhan chúng tôi muốn hợp tác với mấy người. Thế nhưng hiện giờ, nếu như anh từng có xung đột với chồng của tôi thì chuyện hợp tác này cũng không cần thiết nữa. Mời. Dứt lời. Khương Vi Nhan làm động tác tay tiễn khách. Chồng của cô, Đông Phương Phong sửng sốt, giọng nói cao hơn gấp mấy lần, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không dám tin. Ngay sau đó, hắn bật cười lạnh lùng nói, ha ha, tao còn tưởng rằng tại vì sao nữa cơ. Hóa ra mày là một kẻ vô dụng thích bám váy vợ. Bốp, Đông Phương Phong vừa thốt câu này ra khỏi miệng, Khương Vi Nhan đã giơ tay lên, không chút khách khí giáng xuống một cái tát. Cú tát này khiến cho Đông Phương Phong chết lặng. Hắn chưa bao giờ bị phụ nữ tát thẳng vào mặt. Tiếp đó, hai mắt hắn đỏ ngầu, điên cuồng gầm lên, con đàn bà đê tiện. Mày điên rồi sao, mày có biết tao là ai không? Vậy mà mày lại dám đánh tao? Khương Vi Nhan hừ một tiếng, mắng mỏ, tại sao lại đánh anh?
bởi vì miệng anh thối rất đáng bị đánh. Không một ai có thể sỉ nhục chồng tôi như thế ngay trước mặt tôi. Anh cũng không ngoại lệ. Cậu chủ Đông Phương, nếu không còn chuyện gì nữa thì mời anh lập tức rời khỏi đây. Cứ như vậy đuổi người đi. Đông Phương Phong tức tới mức nổi cơn tam bành, giơ tay chỉ vào mũi Khương Vi Nhan rồi chửi rủa, mẹ kiếp. Con em mờ sao mày, con đàn bà khốn nạn nhà mày, ông đây tát chết mày. Dứt lời, Đông Phương Phong liền giơ tay lên muốn giáng một cái tát xuống. Thế nhưng, ánh mắt Khương Vi Nhan lóe sáng, cô dậm chân, đôi chân thon dài xinh đẹp đá mạnh lên trên người Đông Phương Phong. Bốp, cả người Đông Phương Phong văng ra xa như một con tép, đụng đổ mấy chiếc ghế, ngã phịch xuống đất, ôm lấy ngực, cả gương mặt đỏ bừng, kêu lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Chương 1046 vợ, làm không tồi tí nào. Cùng lúc đó Khương Vi Nhan lạnh lùng bước lên trước, cúi đầu nhìn Đông Phương Phong đang nằm trên mặt đất ôm ngực kêu gào thảm thiết, lạnh lùng nói cậu chủ Đông Phương, nơi này là tập đoàn Vi Nhan. Vẫn chưa tới lượt anh giở trò lưu manh ở đây đâu. Bảo vệ. Vừa dứt lời, mấy bảo vệ đứng bên ngoài cửa nhanh chóng xông vào bên trong. Sếp Khương. Khương Vi Nhan lạnh lùng nói, đuổi hết mấy người bọn họ ra ngoài cho tôi. Vâng. Mấy bảo vệ này lập tức tiến lên trước, tống cổ Đông Phương Phong và cả nhân viên trợ lý của hắn ra khỏi tòa cao ốc tập đoàn Vi Nhan. Bịch bịch vài tiếng, mấy người Đông Phương Phong bị ném ra khỏi tòa cao ốc. Người trợ lý nhanh chóng bỏ dậy đỡ lấy Đông Phương Phong. Đông Phương Phong kêu gào thảm thiết, điên cuồng chỉ vào Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn đang đứng trước cửa, ác độc gầm lên, chúng mày. Chúng mày cứ đợi đấy cho tao. Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan, bọn mày nhất định sẽ phải hối hận về hành động ngày hôm nay. Nói xong, dưới sự dìu đỡ của trợ lý, Đông Phương Phong ngồi vào trong xe, rời khỏi tập đoàn Vi Nhan. Mà lúc này, vẻ nghiêm túc và lạnh lùng trên mặt Khương Vi Nhan cũng dần dần dịu bớt. Tiêu Chính Văn giơ ngón tay cái với Khương Vi Nhan, nói, vợ, làm không tồi tí nào. Khương Vi Nhan hờn dỗi liếc nhìn anh, nói, không phải đều do anh sao. Tiêu Chính Văn cười ôm lấy eo của Khương Vi Nhan, nói, được rồi, không tức giận nữa, sau này cũng không được tùy tiện ra tay, nhớ đâu không cẩn thận làm động thai thì phải làm sao. Khương Vi Nhan liếc mắt nhìn anh, bàn tay nhỏ nhắn đấm lên trên ngực anh, nói, chồng. Em cảm thấy từ lúc mang thai tới giờ, dường như thực lực của em mỗi ngày lại giảm bớt một chút, chuyện này là sao vậy chứ? Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày, nói anh cũng không rõ nữa, cứ yên tâm đi, có chồng ở bên cạnh em rồi. Khương Vi Nhan gật đầu. Hai người quay vào bên trong tòa cao ốc. Bên này, Đông Phương Phong đi tới bệnh viện trước để mua ít thuốc, lúc bước ra khỏi cổng lớn bệnh viện, hắn bấm một số điện thoại, gào khóc nói, bố. Bố nhất định phải làm chủ cho con trai ở Giang Trung bị Khương Vi Nhan của tập đoàn Vi Nhan đánh. Hơn nữa, thằng danh đánh con tàn phế lần trước lại chính là chồng của cô ta. Hai vợ chồng bọn chúng liên kết lại sỉ nhục con, sỉ nhục nhà họ Đông Phương chúng ta. Đầu dây bên kia, trong phòng khách của một sơn trang hào nhoáng tráng lệ ở Long Kinh xa xôi. Một người đàn ông trung niên mặt vuông, gương mặt ngập tràn vẻ nghiêm túc, mặc một bộ đồ luyện công màu xanh. Lúc này nghe thấy con trai mình gào khóc kể lể thì lập tức trầm mặt, lạnh lùng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải con đến để bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Vi Nhan sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Người này chính là bố của Đông Phương Phong Đông Phương Ngạo Hổ, cũng là gia chủ đương nhiệm nhánh chính gia tộc Đông Phương. Đông Phương Phong lập tức thêm mắm dặm muối thuật lại sự việc một lần, khóc lóc kể lể, nước mắt nước mũi giàn giụa. Đông Phương Ngạo Hổ ngồi trên ghế bành phẫn nộ siết chặt tay thành nắm đấm, đứng dậy phẫn nộ nói, đáng ghét. Đáng chết, Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn này ức hiếp người quá đáng. Bọn chúng nghĩ nhà họ Đông Phương chúng ta không còn ai nữa hay sao? Nói xong, Đông Phương Ngạo Hổ cúp điện thoại, phẫn nộ gầm lên, ông yên. Xoẹt, một bóng người xuất hiện trong phòng khách không chút tiếng động. Là một ông lão mặc áo dài màu đen, thái dương nhướng lên. Tóc bạc trắng đầu, chòm râu cũng màu trắng. Chỉ đứng ở đó thôi cũng khiến cho người ta không rét mà run. Chủ nhân, chuyện gì vậy? Ông lão điềm nhiên hỏi. Nhanh chóng tới Giang Trung, thay tôi giết hai người. Trong mắt Đông Phương Ngạo Hổ ngùn ngụt lửa giận,
đồng thời nói, một người trong số đó từng giao đấu với Đông Phương Nghĩa Sơn, thực lực ở trên cấp tông sư. Ông lão đó nghe vậy thì bật cười nói, xin gia chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ thay gia chủ mang hai cái đầu người về. Nói xong, ông lão quay người, sải bước rời khỏi phòng khách. Mỗi một bước chân đều giống như khiến mặt đất thu nhỏ lại, dáng vẻ như mỗi bước dài cả 4-5 mét. Chương 1047, ván cờ của thiên tử mới. Đông Phương Ngạo Hổ nhìn ông Yên rời đi, đôi mắt lóe lên vẻ hung ác. Ông Yên là một trong 10 người trợ giúp của gia tộc Đông Phương. Thực lực đã đột phá cảnh giới trên tông sư, cấp bậc thiên vương. Có ông Yên ra tay, Đông Phương Ngạo Hổ hoàn toàn không lo không thể đánh bại được tập đoàn Vi Nhan. Bên này ông Yên vừa rời đi, người giúp việc ngoài cửa nhanh chân bước vào kính cẩn nói, chủ nhân, thiên tử các phái người đến. Thiên tử các. Nghe thế Đông Phương Ngạo Hổ vui mừng nói, mau mời người kia vào. Dứt lời, Đông Phương Ngạo Hổ sửa lại áo mình cho nghiêm túc. Ngoài cửa một sĩ quan mặc quân phục dẫn theo 6 binh sĩ cầm súng bước vào. Đông Phương Ngạo Hổ vội vàng bước đến đón, bắt tay nói, tướng quân, không thể chu đáo đón tiếp từ xa, mời ngồi. Người đâu, mang trà lên. Tướng quân đó xua tay nói, gia chủ Đông Phương, không cần thế đâu. Lần này tôi đến là vì nhận được lệnh của thiên tử mới. Thiên tử mới. Nghe thế, sắc mặt Đông Phương Ngạo Hổ hơi mất tự nhiên và lo lắng. Tướng quân đó khẽ cười nói, gia chủ Đông Phương đừng lo, không chỉ là nhánh chính gia tộc Đông Phương các ông mà tôi cũng đến các nhánh khác nữa. Hóa ra là thế, vậy không biết thiên tử mới có gì dặn dò. Đông Phương Ngạo Hổ khẽ thở phào, kính cẩn hỏi. Tướng quân đó lấy thánh chỉ màu vàng từ trong ngực ra rồi cao giọng nói, Đông Phương Ngạo Hổ nhận lệnh. Nghe thế Đông Phương Ngạo Hổ vội vàng quỳ sát xuống đất. Tướng quân đó cũng nhanh chóng nói, nhắc trước tôi không thể không nói lệnh của thiên tử mới rất đơn giản, cậu ấy muốn nhánh chính gia tộc Đông Phương ông trích ra 30% lợi nhuận để nộp vào quốc khố, mở rộng sức mạnh quân sự của Hoa Quốc. Không biết gia chủ Đông Phương có ý kiến gì không? 30% ư? Đông Phương Ngạo Hổ sững sờ ngây dại. Thiên tử mới muốn xuống tay với nhà họ Đông Phương. Tướng quân đó cười nói, gia chủ Đông Phương đừng quá ngạc nhiên, không chỉ nhà họ Đông Phương ông mà nhà họ Viên, nhà họ Đường, nhà họ Cơ, thiên tử mới đều muốn mọi người trích ra 30%. Nghe nói thế, Đông Phương Ngạo Hổ hít sâu một hơi. Thiên tử mới muốn xuống tay với 4 gia tộc lớn cùng lúc. Chuyện này ngay cả thiên tử cũ cũng không dám làm. Thế mà thiên tử mới lại có khí phách và sự tự tin như thế. Đông Phương Ngạo Hổ ngẫm nghĩ một hồi, cũng không dám không đồng ý, hai tay giơ lên đỉnh đầu nói, thuộc hạ tuân lệnh. Vừa dứt lời, tướng quân đó lập tức đưa thánh chỉ cho Đông Phương Ngạo Hổ, ông ta kính cẩn đứng lên nhận lấy. Nói thật thì ông ta không muốn nhận thánh chỉ này, bỏng tay lắm. Nhưng lại không thể không nhận. Nếu không, chống lại lệnh của thiên tử sẽ bị tru di cửu tộc. Tướng quân đó khẽ cười, dĩ nhiên có thể nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Đông Phương Ngạo Hổ, nói, gia chủ Đông Phương đừng như vậy, mấy gia tộc trước đó đều đã đồng ý rồi, họ không có một lời oán trách. À phải rồi, thậm chí Đông Phương Hãn Văn bên nhánh kia còn chủ động thêm vào 10% nữa tức là nộp 40% đấy. Nghe người kia nói thế, Đông Phương Ngạo Hổ biến sắc. Có thể nói Đông Phương Hãn Văn này là người luôn đối địch với Đông Phương Ngạo Hổ. Trong gia tộc Đông Phương Ngạo Hổ và Đông Phương Hãn Văn cứ như nước với lửa. Bây giờ nghe nói Đông Phương Hãn Văn chủ động thêm vào 10% để nịnh hót thiên tử mới, Đông Phương Ngạo Hổ rơi vào trầm tư. Nhưng ông ta cũng không thể dễ dàng chủ động tăng thêm 10% nữa. Chuyện này phải được ông cụ nhà Đông Phương đồng ý. Tướng quân đó cũng không ở lại quá lâu bèn xoay người rời đi. Đông Phương Ngạo Hổ đích thân tiễn người kia đến cửa. Kính cẩn hỏi, tướng quân, tôi bạo gan hỏi một câu, nhà họ Viên, nhà họ Đường và nhà họ Cơ không than một câu nào sao? Tướng quân quay đầu lại nhìn Đông Phương Ngạo Hổ, nở nụ cười bí ẩn, không, họ cũng không dám than. Nói xong, tướng quân đó rời đi. Đông Phương Ngạo Hổ sa sầm mặt mày, nhanh chóng xoay người chạy ra sau nhà báo lại chuyện này với ông cụ nhà mình. Hôm nay cả 4 gia tộc lớn đều mở cuộc họp khẩn cấp bàn cách ứng phó. Cuối cùng,
gia chủ của bốn gia tộc lớn còn bí mật đến nhà họ Đường để tiến hành một cuộc hội nghị bàn tròn. Kết quả là nhẫn nhịn. Thiên tử mới vừa kế vị đã muốn ra oai. Đầu tiên là xuống tay với bốn gia tộc lớn. Hiển nhiên là đã tiếp nhận ý kiến và chịu ảnh hưởng của thiên tử cũ khi còn giữ chức. Bây giờ nếu bốn gia tộc lớn làm phản thì chắc chắn sẽ bị gán tội quay lưng với Hoa Quốc. Chương 1048 cũng đã thắng rồi. Thiên tử mới cũng có cớ để đánh sập bốn gia tộc lớn. Lúc đó bốn gia tộc lớn sẽ đối mặt với cơn giận của thiên tử các và nhân dân Hoa Quốc. Nước có thể đẩy thuyền đi thì cũng có thể làm thuyền chìm. Bốn gia tộc lớn vẫn hiểu rõ đạo lý này. 30% lợi nhuận này xem như là quà gặp mặt tặng cho thiên tử mới. Cùng lúc đó ở thiên tử các, thiên tử mới đang nghiên cứu ván cờ đánh với Tiêu Chính Văn lần trước, hắn đánh cờ với ông Lạc, mấy lần phân tích và lặp lại y thế nhưng vẫn không tìm ra cách phá nước cờ. Thiên tử mới vứt quân cờ đen vào trong hộp cờ, thở dài đứng dậy nói, không ngờ tài chơi cờ của Tiêu Chính Văn lại xuất sắc như vậy. Ông Lạc cũng đứng lên nói, thiên tử, tại sao cậu phải phiền não vì ván cờ này lâu như thế? Nước cờ bất lợi thì lật đi đánh lại, dù sao cậu cũng là người nắm quyền chủ động trong ván cờ. Thiên tử quay đầu lại nhìn ông Lạc cười nói, ông Lạc à, vẫn là ông hiểu tâm tư của tôi. Nước cờ bất lợi thì lật đi đánh lại. Đúng lúc này, một sĩ quan vội vàng bước vào thiên tử các, kính cẩn nói, thiên tử, ông Lạc, bên phía bốn gia tộc lớn đã có động tĩnh. Thiên tử mới xoay người lại nhìn sĩ quan đó hỏi, họ thế nào? Sĩ quan đó nói, bốn gia tộc lớn đều mở cuộc họp khẩn cấp, bốn vị gia chủ cũng bí mật mở cuộc hội nghị bàn tròn, cuối cùng quyết định. Nói đến đây sĩ quan đó cười nói tiếp, làm theo ý của thiên tử, bốn gia tộc lớn chưa có ý định phản kháng lại. Thiên tử mới gật đầu, chắp tay ra sau đứng trên sân thượng nhìn toàn cảnh Long Kinh nói, ông Lạc, chúng ta đi đúng bước này rồi, cũng đã thắng rồi. Ông Lạc chắp tay nói, chúc mừng thiên tử, mấy năm sau bốn gia tộc lớn cũng không dám vươn tay ra quá giải nữa. Thiên tử mới lắc đầu nói, không ông Lạc à, không đơn giản như ông nghĩ đâu, bốn gia tộc lớn có căn cơ rất sâu ở Hoa Quốc, sâu hơn những gì chúng ta nghĩ. Lần này chỉ là động đến chút lợi ích của họ, chắc chắn họ sẽ nghĩ cách để bù vào phần lợi nhuận này. Bảo người bên dưới điều tra hành động dạo gần đây của bốn gia tộc lớn, điều tra cho kỹ, báo lại hết cho tôi. Vâng, ông Lạc đáp. Sau đó thiên tử mới bỗng hỏi, bên Tiêu Chính Văn thế nào, có chuyện gì không? Ông Lạc nói, không, từ sau khi về Giang Trung, Tiêu Chính Văn vẫn luôn ở cạnh Khương Vi Nhan, mỗi ngày đều đi làm tan làm. À phải rồi, theo tin tức tình báo gửi về, hình như Tiêu Chính Văn đắc tội với Đông Phương Phong người của gia tộc Đông Phương. Đông Phương Ngạo Hổ đã sai ông Yên một trong 10 người trợ giúp của gia tộc Đông Phương đến Giang Trung. Ông Yên, là ông Yên một trong 10 trợ thủ đắc lực của gia tộc Đông Phương à? Thiên tử mới ngạc nhiên nói. Ông Lạc gật đầu đáp lời, đúng thế, chính là ông ta. Thiên tử mới gật đầu, chắp tay sau lưng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời Long Kinh nói, các gia tộc lớn đều có trợ thủ của mình, mà những người này lại chưa từng giúp sức trong các cuộc chiến liên quan đến sự tồn vong của Hoa Quốc. Người như thế vốn không nên giữ lại ở Hoa Quốc. Nhưng lại vì tâm tư ích kỷ của các gia tộc lớn mà có thể sống khá lâu ở Hoa Quốc. Một đất nước không sợ không lớn mạnh mà chỉ sợ lớn mạnh nhưng mình lại không quản lý, khống chế được. Ông Lạc, ông nghĩ những người này có nên tiếp tục tồn tại không? Nghe vậy, ông Lạc hơi cau mày, ngẫm nghĩ một lát nói, thiên tử, động đến họ là động đến các gia tộc lớn, ắt sẽ vấp phải sự phản kháng của các gia tộc lớn. Hơn nữa những người này đều không phải là người bình thường. Trong đó không thiếu gì cường giả có thực lực cao. Bây giờ vẫn chưa đến lúc, hay là chi bằng chúng ta mượn dao giết người. Nói đến đây, thiên tử xoay người lại nhìn ông Lạc, chỉ cười không nói. Sau đó thiên tử hỏi, bên Võ Thần Tông có động tĩnh gì không? Ông Lạc do dự một lúc mới cau chặt mày nói, thiên tử, tôi đang muốn nói với cậu chuyện này. Gần đây Võ Thần Tông có hành động khác thường. Tông chủ Võ Thí Thiên đang lén lút gặp 10 trưởng lão của Tông Miếu Võ Tông và Tông chủ các môn phái Võ Tông. Tôi nghi ngờ Võ Thí Thiên có ý đồ muốn làm phản. Nghe thấy vậy, thiên tử nhíu mày nói, Võ Thần Tông đã đứng vững ở Hoa Quốc quá lâu rồi, thần thoại như vậy mà tiếp tục tồn tại thì chắc sẽ ảnh hưởng bất lợi cho Hoa Quốc. Võ Thần Tông nên sụp đổ ở đây thôi.
Tôi muốn thu hồi một số quyền lợi của Võ Tông, một điều trong đó là Võ Tông không được can thiệp vào chính trị và quân đội Hoa Quốc, ông Lạc thấy thế nào? Ông Lạc nghe vậy cũng hít sâu nói, thiên tử nên suy xét lại. Cậu vừa ra tay với bốn gia tộc lớn, nếu giờ đứng về phe đối lập với Võ Thần Tông và Võ Tông vào thời điểm mấu chốt này thì kẻ địch quá nhiều, không có lợi với cậu. Thiên tử lặng im, sau đó nói, chuyện này bàn sau vậy. Cùng lúc đó ở Giang Trung, sau khi từ công ty về, Tiêu Chính Văn đi chợ mua vài món Khương Vi Nhan và Na Na thích nhất. Nhưng lúc vừa đến cổng biệt thự thì anh thấy một ông lão bước đến. Tiêu Chính Văn cau mày nhìn ông lão đang đi đến, sắc mặt trở nên u ám. Mặc dù khí thế trên người ông lão không mạnh lắm nhưng lại rất dồi dào. Cậu là Tiêu Chính Văn à? Ông lão từng bước đi đến, trầm giọng hỏi. Tiêu Chính Văn đáp phải, ông là ai? Người nhà họ Đông Phương, đến lấy mạng cậu. Ông lão lạnh lùng nói, sau đó bỗng ra tay. Bóng người ông ta như biến thành tia sáng giơ móng vuốt lên cào vào ngực Tiêu Chính Văn. Chương 1049, chém ông Yên. Đòn tấn công này sắc bén như móng vuốt chim ưng. Thậm chí ngay cả sắt thép cũng bị túm lấy. Tiêu Chính Văn nhíu mày, giơ tay lên đấm lại. Nắm đấm và móng vuốt của ông lão va chạm vào nhau gây ra sóng khí đáng sợ. Ngay lập tức, cây cối xung quanh bị gãy ngang, xe cộ quanh đó cũng dừng lại, kính vỡ nát phát ra tiếng kêu chói tai. Ông lão thấy Tiêu Chính Văn có thể chặn được đòn tấn công của mình, môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn nói, thảo nào tên nhóc Đông Phương Nghĩa Sơn đó đánh không lại cậu, quả thật rất mạnh. Nhưng hôm nay tôi nghe theo lệnh của gia chủ phải lấy được mạng của cậu, sau đó là cô gái kia nữa, cùng chết với nhau luôn đi. Nếu thức thời thì ngoan ngoãn chịu chết, đỡ phải chịu đau đớn. Nghe ông ta nói thế Tiêu Chính Văn nhíu mày toát ra sự lạnh lùng. Cô gái mà ông lão nói đương nhiên là Khương Vi Nhan. Điều này khiến Tiêu Chính Văn càng phẫn nộ hơn. Bất kỳ ai cũng không thể dùng Khương Vi Nhan để uy hiếp anh, càng không thể có ý đồ gì với Khương Vi Nhan. Ông đang đe dọa tôi sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, anh treo thức ăn vừa mua trong tay lên lan can bên cạnh. Nghe thế ông lão nhướng mày nói, đe dọa. Này cậu, đừng ngông cuồng thế chứ, núi cao còn có núi cao hơn. Mặc dù cậu rất mạnh nhưng trong mắt tôi cậu chẳng qua chỉ là một con kiến, tiện tay có thể bóp chết cậu. Vậy à? Tiêu Chính Văn cười khẩy, khí thế trên người lại tăng lên. Hơi thở thiên vương lập tức bao phủ xung quanh. Ông lão kinh ngạc trợn to mắt, không thể tin được nói cậu là thiên vương huyền cấp 2 sao à? Không, hơi thở này vượt cả thiên vương huyền cấp 2 sao, cậu là thiên vương địa cấp 3 sao ư? Khủng khiếp! Ông Yên hoảng hốt. Ông ta chỉ vừa mới đột phá tông sư võ thuật đạt đến cảnh giới thiên vương mà thôi. Ông ta cứ nghĩ ở tuổi này của mình có thể đạt đến cảnh giới thiên vương đã là có 102 rồi. Nhưng bây giờ người thanh niên trước mặt này đã vượt qua cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao, ông Yên cảm thấy bị đả kích. Người này đúng là yêu quái. Thế nên một giây sau, ông Yên xoay người bỏ chạy. Rừng xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Nếu chết ở đây thì mới là oan uổng. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng nói, nếu đã đến rồi thì ở lại đi. Vừa dứt lời Tiêu Chính Văn vung con dao quân đội năm cạnh như mũi tên sắc bén ra định đâm vào sau lưng ông Yên. Keng! Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, ông Yên xoay người lại giơ tay lên, móng vuốt đánh về phía con dao quân đội năm cạnh đang lao đến. Móng vuốt này khiến con dao quân đội năm cạnh văng ra. Bàn tay nhăn nheo của ông Yên cũng chảy máu. Đòn tấn công vừa nãy khiến tay phải ông ta hoàn toàn trở nên vô dụng. Cậu nhóc, làm gì cũng phải chừa cho người khác đường lui. Hôm nay là do tôi thất lễ, không muốn đánh với cậu. Nếu cậu cứ bức ép tôi thì đừng trách tôi liều mạng với cậu. Ông Yên quát lớn, kéo giãn khoảng cách với Tiêu Chính Văn. Thế nhưng Tiêu Chính Văn cầm con dao quân đội năm cạnh lóe lên ánh sáng từng bước đi đến chỗ ông ta nói, người muốn giết tôi là ông, bây giờ ông lại muốn tôi tha cho ông à. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Dứt lời, Tiêu Chính Văn ra đòn, con dao quân đội năm cạnh vẽ ra một vòng cung màu bạc trên không trung như nổi trận lôi đình lao thẳng về phía ngực ông Yên. Sắc sược! Thấy thế, ông Yên cũng nổi giận. Ông ta biết nếu mình không liều mạng thì hôm nay e là phải bỏ mạng ở đây.
Thế nên ông Yên hét lên một tiếng chủ động ra đòn đánh trả con dao quân đội năm cạnh. Nhưng đáng tiếc, con dao quân đội năm cạnh đâm thẳng vào ngực ông ta, một lượng máu lớn bắn ra xung quanh. Ông Yên trợn mắt cúi đầu nhìn ngực mình, chỉ thấy ngực mình xuất hiện một lỗ đâm xuyên đầy máu. Bụp, ông ta ngã vào trong vũng máu. Tiêu Chính Văn bước đến trước mặt ông ta, cúi đầu lạnh lùng nhìn ông ta nói, người nhà họ Đông Phương à? Là Đông Phương Phong bảo ông đến sao? Ông Yên ôm ngực mình run rẩy nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu dám giết tôi. Nhà họ Đông Phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Ha ha! Tiêu Chính Văn cười nhạo nói, nhà họ Đông Phương ư. Thế tôi đợi. Chương 1050, giết được thì giết luôn. Tối đó, ở Long Kinh. Đông Phương Ngạo Hổ hết sức kinh ngạc khi nhận được tin ông Yên chết ở Giang Trung, đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ. Ông Yên là cường giả thiên vương. Vậy mà lại chết trong tay Tiêu Chính Văn. Sắc mặt Đông Phương Ngạo Hổ u ám, tức giận nói với quản gia, lập tức điều tra tất cả bối cảnh của tập đoàn Vi Nhan ở Giang Trung. Đặc biệt là tên Tiêu Chính Văn, tra thật rõ cho tôi. Còn nữa, bảo Phong Nhi mấy ngày này kín tiếng một chút. Khi chưa tra ra rõ bối cảnh của Tiêu Chính Văn, bảo nó đừng tự tiện hành động. Vâng thưa gia chủ. Quản gia đáp lời. Sắc mặt của Đông Phương Ngạo Hổ rất khó coi. Ông Yên là trợ thủ đắc lực cho nhánh chính nhà bọn họ. Thế nhưng bây giờ lại chết ở Giang Châu, điều này đối với nhánh chính gia tộc Đông Phương mà nói là sự tổn thất rất lớn. Lần này đã khinh địch rồi. Nghĩ ngợi một lát, Đông Phương Ngạo Hổ đi tới sân sau và nói chuyện này với ông cụ nhà mình. Lúc này, trong sân sau, một ông lão mặc đồ luyện võ màu trắng đang tập thái cực quyền. Bố! Đông Phương Ngạo Hổ bước tới, thái độ vô cùng khiêm nhường. Ông lão đó chậm rãi dừng động tác lại, cầm lấy khăn mặt màu trắng ở trên cái khay vàng mà nữ giúp việc đang đứng bê ở bên cạnh, lau mồ hôi trên trán, cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Sao vẻ mặt hoang mang thế? Đông Phương Ngạo Hổ quỳ phịch xuống đất, nói, bố, ông Yên đã chết ở Giang Trung, xin bố hãy trách phạt. Nghe vậy, sắc mặt của ông cụ chợt trở nên nghiêm trọng và toát lên vẻ lạnh lùng, phẫn nộ ném khăn mặt vào trong khay vàng, hỏi, sao ông Yên lại chết ở Giang Trung? Ông ta là cường giả thiên vương đấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Ngạo Hổ thuật lại một lượt tất cả mọi chuyện cho cụ ta nghe. Sau khi nghe xong, sắc mặt của ông cụ rất kém và trở nên khó coi. Hay cho cái danh gia chủ nhánh chính gia tộc Đông Phương. Làm việc sao lại hồ đồ đến thế? Ông cụ phẫn nộ mắng, có thể đánh bại Nghĩa Sơn chỉ với một đòn mà lại là kẻ tầm thường hay sao? Quyết sách của con đã hại nhà chúng ta mất đi một cường giả thiên vương phục vụ cho mình rồi. Điều này đối với chúng ta mà nói là tổn thất quá to lớn. Kể từ ngày hôm nay, con đóng cửa 7 ngày. Chuyện trong gia tộc sẽ do bố đích thân xử lý. Đông Phương Ngạo Hổ sững sờ, nhưng vẫn dập đầu đáp lời, vâng thưa bố. Sau đó, ông cụ vẫy tay, một ông lão bước ra từ trong bóng râm. Ông cụ nói, ông đến Giang Trung một chuyến thử xem rốt cuộc Tiêu Chính Văn đó có thực lực thế nào. Nếu giết được thì giết luôn, nếu như không thể thì trở về bàn bạc kỹ hơn. Vâng, ông lão đó cung kính gật đầu. Liếc nhìn Đông Phương Ngạo Hổ đang quỳ trên mặt đất, sau đó sải bước rời đi. Ông lão có thân hình rong ròng cao, mũi diều hâu, gương mặt dài, trong đôi mắt hỗn độn lóe lên sát khí. Mặc dù thoạt nhìn đã lớn tuổi, thế nhưng bên trong cơ thể gầy nhom dường như vẫn ẩn chứa năng lượng cực lớn. Đông Phương Ngạo Hổ nhìn thấy bố mình bảo ông lão này ra tay thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông lão này không phải người bình thường mà là một vệ sĩ thân cận đã luôn theo sát bên cạnh ông cụ 50 năm, cũng là trợ thủ mạnh nhất của nhà bọn họ. Nghe nói thực lực đã đạt tới cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao. Ngoài ra cũng đã mười mấy năm không ra tay với ai. Có người này ra tay, Tiêu Chính Văn chắc chắn chỉ còn con đường chết. Giang Trung. Hai ngày sau, Khương Vi Nhan nhận được giấy mời tham gia một buổi tiệc. Là tiệc sinh nhật bạn đại học của cô. Cô cầm giấy mời, không ngừng gõ lên trên mặt bàn, hơi do dự chần chừ. Nhân vật chính của buổi tiệc tên là Mâu Tâm Di, là bạn cùng phòng hồi đại học của cô. Thế nhưng quan hệ EOS Khương Vi Nhan và Mâu Tâm Di này rất bình thường, thậm chí có thể dùng từ tệ để hình dung.
Vốn dĩ quan hệ giữa Mâu Tâm Di này và Khương Vi Nhan rất tốt, hai người là bạn thân suốt năm nhất và năm hai, thường xuyên tâm sự không hết chuyện. Thế nhưng đến năm ba, Mâu Tâm Di thích chủ tịch hội sinh viên của trường đại học, hơn nữa còn theo đuổi rất quyết liệt, thế nhưng người ta căn bản không hề thích cô ta, vậy nên mỗi lần đều cự tuyệt rất dứt khoát. Chương 1051 đã lâu không gặp. Cuối cùng nguyên nhân lại chính là bởi vì chủ tịch hội sinh viên đó thích Khương Vi Nhan, vẫn luôn theo đuổi Khương Vi Nhan. Sau khi Mâu Tâm Di biết được thì lập tức cãi nhau một trận rất lớn với Khương Vi Nhan, cảm thấy Khương Vi Nhan là kẻ đầu sỏ cướp đoạt hạnh phúc của cô ta, vô cùng căm hận Khương Vi Nhan. Vậy nên vào năm 3 và năm 4, chỉ cần có cơ hội là Mâu Tâm Di lại đối chọi với Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan cảm thấy có thể là do bản thân hại Mâu Tâm Di không được ở bên cạnh chủ tịch hội sinh viên nên vẫn thường trốn tránh Mâu Tâm Di. Sau khi tốt nghiệp, hai người gần như không còn bất kỳ qua lại gì nữa. Thế nhưng không ngờ Mâu Tâm Di lại gửi giấy mời tới tham dự sinh nhật cho mình, không biết có phải có ý đồ gì ở bên trong hay không. Có điều, cuối cùng Khương Vi Nhan vẫn quyết định đi, nếu không Mâu Tâm Di nhất định sẽ cảm thấy cô chột dạ. Vốn dĩ Khương Vi Nhan muốn dẫn theo Tiêu Chính Văn cùng đi, nhưng đối phương không cho dẫn theo người nhà, vậy nên Khương Vi Nhan cũng đành thôi. Tuy nhiên, cô vẫn báo cho Tiêu Chính Văn biết. Được rồi, em cẩn thận nhé, có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Tiêu Chính Văn nói. Khương Vi Nhan gật đầu rồi rời khỏi biệt thự đến địa điểm tổ chức tiệc. Địa điểm tổ chức nằm trong một khách sạn 5 sao ở Giang Trung, là một buổi tiệc trưa. Khương Vi Nhan dừng xe trong bãi đỗ xe, cô kinh ngạc phát hiện ra nơi này đỗ chật kín các loại xe sang. Xem ra những bạn học đó cũng thăng tiến không tồi. Khương Vi Nhan nhủ thầm. Dịch vụ của khách sạn vô cùng tận tâm, Khương Vi Nhan vừa bước ra khỏi bãi đỗ xe đã có nhân viên phục vụ dẫn cô lên phòng tổ chức tiệc. Khương Vi Nhan phát hiện ra Mâu Tâm Di này cũng rất có tiền, lại bao hết cả khách sạn này, một ngày ít nhất cũng lên tới mấy trăm nghìn tệ. Hôm nay Khương Vi Nhan mặc một bộ váy dài màu tím, mái tóc xoăn màu đỏ rượu búi lên phía sau, lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Bàn tay mềm mại, da trắng nõn nà. Cổ cao răng trắng. Lông mày lá liễu, nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp động lòng người. Cô vừa đến đã trở thành tiêu điểm của cả hội trường chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người trong đại sảnh lập tức dồn hết lên trên người cô. Nhân vật chính của ngày hôm nay Mâu Tâm Di mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, tạo hình theo kiểu mấy cô gái mới lớn, so với nhan sắc tuyệt đẹp của Khương Vi Nhan thì ngược lại cô ta còn kém xa, rất mờ nhạt. Sau khi nhìn thấy Khương Vi Nhan, sắc mặt cô ta lập tức biến đổi, nhưng vẫn làm ra vẻ rất nhiệt tình, dù gì hiện giờ cả Giang Trung, thậm chí là cả tỉnh Giang đều biết tới tập đoàn Vi Nhan của Khương Vi Nhan, thanh danh hiện rất tốt. Ôi chào chị em tốt của mình, đã lâu không gặp. Mâu Tâm Di chủ động tiến lên trước, cứ như vừa nhìn thấy chị em tốt lâu ngày không gặp mặt. Đã lâu không gặp, cậu ngày càng xinh đẹp. Khương Vi Nhan không ngờ đối phương lại nhiệt tình như thế, cô cũng cười rồi ôm lấy Mâu Tâm Di, ngoài ra còn chào hỏi từng bạn học khác. Khương Vi Nhan không hề phát hiện ra, trong khoảnh khắc cô ôm lấy Mâu Tâm Di, trong mắt cô ta lóe lên vẻ chán ghét và đố kỵ. Nếu như không phải hiện giờ cô ta đang điều hành một công ty lớn thì chẳng đời nào lại gọi con đàn bà đê tiện này tới đây. Nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thấy mắc ói, đoán chừng là dựa vào các mối quan hệ và nguồn tài nguyên có được từ bên trên. Thái độ của những người khác cũng giống như Mâu Tâm Di, chào hỏi Khương Vi Nhan chủ yếu là để giữ lại chút quan hệ mà thôi. Bọn họ đều là những người đẹp nổi danh của cả tỉnh Giang, gia đình ít nhiều gì cũng mở công ty. Không bao giờ phải lo nghĩ về tiền, thế nhưng bọn họ vẫn vô cùng đố kỵ với Khương Vi Nhan. Dựa vào đâu mà một người phụ nữ bình thường như Khương Vi Nhan lại có thể một bước lên trời, phát triển được tập đoàn Vi Nhan lớn mạnh đến thế. Mà nghe nói hình như cô còn có quan hệ với vua Bắc Lương. Còn về việc là quan hệ gì thì bọn họ đều không hề hay biết. Bọn họ đều âm thầm bàn tán, nói rằng chắc chắn Khương Vi Nhan đã bán thân vì danh lợi. Nếu không phải nể mặt vua Bắc Lương thì bọn họ cũng chẳng thiết tha nói cười với Khương Vi Nhan này làm gì. Chương 1052, cú tát mạnh. Ôi Vi Nhan, hôm nay cậu đẹp thật đấy, hồi đại học cậu là hoa khôi được mọi người công nhận,
đoán chừng hiện giờ cũng sắp trở thành một nhành hoa của Giang Trung rồi, đúng là thần tượng của bọn mình. Còn chẳng phải sao, Vi Nhan có thể đến đây quả thực khiến cho mình rất vui, sau buổi liên hoan tốt nghiệp năm đó thì không được gặp lại nữa. Mộ Tâm Di, hôm nay cậu hãnh diện lắm đó, có Vi Nhan đến đón sinh nhật cùng với cậu luôn. Vi Nhan, nghe nói gần đây cậu làm ăn cũng không tệ chút nào, chẳng những có quan hệ hợp tác với Thanh Vân Tông, thậm chí quan hệ với ông Ôn Bất Lâm của Giang Trung cũng rất hòa hợp. Sau lưng ông Ôn này là vua Bắc Lương tiếng tăm lừng lẫy đó. Không phải cậu cũng quen biết với vua Bắc Lương đấy chứ? Sao lại nghe nói quan hệ giữa cậu với vua Bắc Lương này rất mập mờ nhỉ? Không ít người nhao nhao nói mấy lời chúc phúc và tâng bốc Khương Vi Nhan, điều này ngược lại khiến cho Khương Vi Nhan cảm thấy hơi ngượng ngùng. Các cậu hiểu nhầm rồi, mình và vua Bắc Lương chỉ là bạn bè bình thường, không hề giống những gì bên ngoài đồn thổi. Khương Vi Nhan giải thích, cô cũng không muốn tiết lộ thân phận của Tiêu Chính Văn trong tình cảnh này. Không cần thiết lắm, nói ra bọn họ cũng không tin. Hơn nữa, hiện giờ Tiêu Chính Văn đã không còn là vua Bắc Lương nữa rồi, nếu như còn dùng tên tuổi của vua Bắc Lương thì đó là tội khi quân, có thể bị tru di cửu tộc. Chỉ bằng tìm một cái cớ mà giải thích bừa. Ôi chào Vi Nhan, cậu đừng giải thích nữa, sao có thể không có gì cơ chứ, mình nghe người ta bảo ông chủ lớn phía sau tập đoàn Vi Nhan chính là vua Bắc Lương. Đúng đó Vi Nhan, ở trước mặt bạn học cũ thì đừng khiêm tốn nữa, khiêm tốn quá mức lại là khoe khoang đấy. Khương Vi Nhan, cậu nghe xem, cậu chọc cho mọi người giận luôn rồi, bây giờ cậu đứng trên người khác một bậc, tới lúc lên như diều gặp gió thì đừng quên đám bạn học cũ này đấy. Mọi người đang có mặt đều cảm thấy Khương Vi Nhan chỉ đang khiêm tốn mà thôi, lúc nịnh bợ Khương Vi Nhan cũng không quên bảo cô giúp đỡ bản thân mình. Mình thật sự không lừa mọi người, Khương Vi Nhan nghiêm túc giải thích, mấy cái bên ngoài kia đều là tin đồn nhảm. Tôi còn cho rằng chim sẻ thật sự bay lên cành cao rồi biến thành phượng hoàng nữa chứ, uổng công ban nãy tôi nói nhiều lời hay như vậy, phí lời rồi. Đúng thế, phí công tôi vừa nãy còn phải che giấu lương tâm để nói nhiều lời dễ nghe như thế, thật là buồn nôn chết mất thôi. Chim sẻ thì mãi mãi là chim sẻ, không thể mơ tưởng hão huyền tới chuyện bay lên cành cao rồi biến thành phượng hoàng được, nhiều nhất chỉ là dựa vào xác thịt để lấy lòng người khác rồi tạm thời lên đời chút thôi. Sau này cũng ngã xuống đất ngay tức thì, quá là thảm luôn. Đa số mọi người nghe lời Khương Vi Nhan nói đều gật đầu không nói gì cả. Bởi vì Khương Vi Nhan tốt xấu thế nào cũng chẳng có bất cứ quan hệ gì với bọn họ, chỉ xem như đề tài câu chuyện mà nghe thôi. Chỉ có vài cô gái có sự thay đổi trước sau tương đối lớn, nói toàn những lời ngon ngọt nịnh nọt là bọn họ, nghe Khương Vi Nhan giải thích xong, cười nhạo chế giễu cũng là bọn họ. Mà mấy cô gái có sự tương phản lớn đó đều là những người Mâu Tâm Di chơi tương đối thân. Dáng vẻ của những người này cứ như mấy tên hề. Khương Vi Nhan nghe xong cũng không nói gì cả, bởi vì trước khi cô tới đây cũng đã dự tính tới cảnh tượng này, nếu như tranh cãi với bọn họ thì ngược lại sẽ còn hạ thấp đẳng cấp của bản thân. Dù gì bây giờ mấy buổi gặp gỡ giữa bạn bè cũng chỉ là nơi để khoe khoang, đã không còn tình cảm bạn bè gì để mà nói nữa. Chứ chưa cần nói tới tình cảm chị em gì đó. Khương Vi Nhan dự định ở lại thêm nửa tiếng nữa sẽ rời đi, loại tiệc tùng này góp mặt chút thôi là được rồi. Vậy nên cô cố gắng đi tới một vị trí tương đối ít người rồi ngồi xuống, lấy một ly nước ô mai và một phần bánh ngọt, tự mình ăn uống. Thế nhưng có một số chuyện, bạn càng muốn tránh xa thì chúng càng giống như loại thuốc dán, dính chặt lên trên người bạn. Mục đích chỉ là muốn ra sức công kích bạn để thỏa mãn thú vui của bọn chúng. Ô, Vi Nhan, sao cậu không ngồi nói chuyện với mọi người, một thân một mình ngồi ở đây làm gì thế? Mộ Tâm Di cầm ly rượu bước tới, bên cạnh còn có một đám người bám theo. Gia cảnh của Mộ Tâm Di rất tốt, bố cô ta là một ông chủ công ty bất động sản nổi tiếng ở tỉnh, có tới 3, 4 tầng. Cộng thêm việc cô ta là nhân vật chính của buổi tiệc lần này nên không ít người có ý muốn xu nịnh cô ta. Do đó bọn họ cảm thấy bản thân phải đi theo Mâu Tâm Di mọi lúc, thăm dò ẩn ý qua lời nói và sắc mặt, biểu hiện cho thật tốt trước mặt cô ta. Lần này, bọn họ phát giác ra Mâu Tâm Di rất không muốn gặp Khương Vi Nhan, lại nghĩ tới ân oán thời còn học đại học giữa bọn họ, vậy nên mới cảm thấy cơ hội để mình biểu hiện tới rồi. Có lẽ là sợ mất mặt đấy. Dù gì cô ta cũng chỉ dựa vào việc bán thân mới trèo lên cao được.
Nghĩ mà xem, dáng vẻ một ông già như ông Ôn đè lên trên người cô ta, thật là mắc ói. Ai nói không phải nào, phải hầu hạ đồng thời hai người đàn ông trong phút chốc, sao Khương Vi Nhan cô làm được thế, tôi còn nhớ thời đại học cô còn là ngọc nữ gì đó kia mà, sao bây giờ lại lợi hại như thế cơ chứ? Chuyện này mà cũng cần phải dạy hay sao, một số người có thói lẳng lơ ngay từ trong xương tủy rồi, cậu nhìn gương mặt giống như hồ ly của cô ta kìa. Trời sinh ra là để lên giường với đàn ông để giành lấy lợi ích, đúng là không biết xấu hổ. Không phải cô ta đã kết hôn rồi sao? Thế thì không phải chồng cô ta bị cắm hết cái sừng này tới cái sừng khác hả? Ha ha ha! Bọn họ càng nói càng quá đáng, nói tới cuối cùng Khương Vi Nhan thực sự không thể nghe tiếp được nữa. Có điều Mâu Tâm Di chỉ cầm ly rượu uống hết ngụm này tới ngụm khác, vẻ chế nhạo trên mặt căn bản không thể che đậy. Buổi sáng không đánh răng thì đừng đến trước mặt tôi, đề nghị mấy người giữ mồm miệng cho sạch sẽ một chút. Đột nhiên Khương Vi Nhan nổi giận quát mắng. Ôi chao, còn nổi nóng nữa cơ, dường như đã động đến chỗ đau của người nào đó rồi. Ôi, mặc dù tôi không có tiền nhưng mà tôi cũng không cần phải lên giường với hai người đàn ông cùng một lúc. Tôi đoán rằng tập đoàn Vi Nhan của Khương Vi Nhan có thể phát triển tới quy mô như ngày hôm nay nhất định là dựa vào vua Bắc Lương. Khương Vi Nhan, cô ngủ cùng với anh ta mấy lần mới moi ra được cái tập đoàn Vi Nhan kia thế? Nói cho tôi nghe xem nào. Nói tới cuối cùng, mấy người càng nói càng động miệng, vừa nói vừa cười quái gở. Khương Vi Nhan cảm thấy bản thân sắp tức điên lên. Mấy người đúng là khiến cho người ta chán ghét. Tất cả mọi người trong công ty đều vô cùng tôn trọng tôi, đấy là bởi vì sao? Bởi vì tôi tận tâm có trách nhiệm. Lúc tôi đi làm thì có thể mấy người còn đang ở quán rượu, lúc tôi bàn chuyện với khách hàng thì có thể mấy người còn đang dạo phố, đây chính là cách biệt. Có thể quy mô của tập đoàn Vi Nhan tôi không bằng một vài người trong số những người ở đây, nhưng đây là kết quả mà tôi đã tích lũy từng chút một mà thành, không giống với một số người, dựa vào bố mẹ, thực ra chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Khương Vi Nhan làm tổng giám đốc quen rồi, châm biếm người khác cũng không kém cạnh chút nào. Còn về việc những người mà cô nói tới là ai, nhìn biểu cảm của đám người kia là đủ rồi. Mâu Tâm Di vốn đang nhàn nhã uống rượu vang và nghe đám người đi theo mình chế nhạo Khương Vi Nhan, gương mặt dần trở nên u ám, tới cuối cùng thì khuôn mặt khó coi tới mức sắp nhỏ ra cả nước. Cô đang nói ai đấy? Tôi hỏi cô đang nói ai dựa dẫm vào bố mẹ? Mâu Tâm Di đứng bên cạnh Khương Vi Nhan, phẫn nộ nhìn cô. Tôi không hề chỉ mặt gọi tên. Cô cũng đừng có mà đoán mò, ai dựa vào bản thân ai dựa vào bố mẹ còn cần phải nói ra hay sao? Trong lòng mình là rõ nhất. Khương Vi Nhan uống một ngụm nước ô mai, điềm nhiên nói. Cô lại. Mâu Tâm Di tức giận thở hồng hộc, ngực cô ta không ngừng phập phồng lên xuống. Chuyện cô ta không chịu được nhất là người khác nói cô ta dựa dẫm vào bố mẹ, mặc dù người sáng suốt sẽ nhìn ra ngay là cô ta dựa vào bố mẹ. Chương 1053 tiếp tục đánh cho tôi. Con đàn bà đê tiện nhà cô. Mâu Tâm Di lửa giận ngút trời. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Khương Vi Nhan biết cái miệng này của mình nói không lại bọn họ, nên đang định rời đi. Ồ, muốn đi hả? Bà đây đã cho mày đi rồi sao? Mâu Tâm Di chắn trước người Khương Vi Nhan, không cho cô rời đi. Sao hả? Tôi muốn đi mà cô còn muốn nhốt tôi lại nơi này hay gì? Khương Vi Nhan nhíu mày, cô đã nhẫn nhịn nãy giờ rồi, không ngờ Mâu Tâm Di này lại không thôi gây sự với mình. Không có chuyện đi được dễ như thế đâu, tao phải trừng trị mày, bắt mày trả cái giá thật đắt cho lời nói và hành động vừa rồi của mày. Nói xong, Mâu Tâm Di gọi một cuộc điện thoại. Khương Vi Nhan biết đối phương gọi người tới, cảm thấy tiếp theo đây nhất định phải chịu thiệt. Nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định gửi tin nhắn cho Tiêu Chính Văn. 10 phút sau, một đám người vác côn sắt xông vào bên trong, trông người nào người nấy cũng hung ác dữ tợn, tóc nhuộm vàng, vừa nhìn đã biết là côn đồ. Tên cầm đầu đi tới bên cạnh Mâu Tâm Di, cung kính khom lưng. Cô chủ, ai to gan dám sỉ nhục cô, mấy anh em chúng tôi sẽ giết chết cô ta. Sói Hoang nói. Sói Hoang, chính là người phụ nữ đó. Hôm nay mấy người phải dạy dỗ cô ta cho tử tế, để cô ta biết giữ miệng cho sạch sẽ. Mâu Tâm Di rất hưởng thụ loại đãi ngộ như của nữ hoàng này, chỉ về phía Khương Vi Nhan rồi nói.
Ha ha, vẻ ngoài cũng trắng trẻo đấy chứ, nhưng bố mẹ cô không dạy cô phải giữ miệng cho sạch sẽ sao? Dứt lời, sói hoang đi thẳng tới trước mặt Khương Vi Nhan, hơi thở chiến thần mạnh mẽ bộc phát. Hắn hung hăng giáng xuống một cú tát mạnh. A! À, Khương Vi Nhan kêu lên đau đớn, cả người ngã trên mặt đất, phần xương trên lông mày bị rách toạc ra, chảy rất nhiều máu. Cú tát này khiến cho Khương Vi Nhan cảm thấy sắp ngất đi tới nơi. Khương Vi Nhan muốn phản kháng, nhưng bụng chợt nhói đau. Khoảng thời gian gần đây, thực lực của cô ngày càng kém, bây giờ giống y hệt người bình thường. Đối diện với cường giả chiến thần như sói hoang, Khương Vi Nhan căn bản không có sức để chống đỡ. Đừng dừng lại, tiếp tục đánh cho tôi. Mộ Tâm Di cười khẩy, tiếp tục ra lệnh. Các anh em, nghe chị cả nói chưa? Đánh tiếp đi. Sói hoang cầm đầu đánh trước, đá vào lưng Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan đau đớn không còn sức lên tiếng, chỉ có thể co người lại ôm bụng. Mấy tên đàn em khác cũng đá mạnh vào người Khương Vi Nhan, thậm chí có người còn đá vào đầu cô. Mấy giây sau, mũi Khương Vi Nhan đã chảy máu, tóc rối tung, cả người đầy dấu chân. Con đàn bà đê tiện này thường quyến rũ mấy gã đàn ông bằng gương mặt này, cứ đánh lên mặt cô ta, đánh nát cho tôi. Mộ Tâm Di hung dữ chỉ vào mặt Khương Vi Nhan nói. Bây giờ có cơ hội dạy dỗ Khương Vi Nhan một trận, tất nhiên Mộ Tâm Di hận nhất là khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tại sao gương mặt này lại đẹp hơn mình, hôm nay bà đây sẽ cho người hủy dung nhan của cô ta. Mộ Tâm Di thầm nhủ. Các anh em, nghe chị cả nói chưa? Mau đánh vào mặt cô ta. Sói hoang lớn giọng nói. Mấy tên côn đồ đó hung hăng đá vào mặt Khương Vi Nhan, nhưng bị Khương Vi Nhan lấy tay chặn lại. Người bên cạnh nhắm mắt lại không dám nhìn Khương Vi Nhan bị bắt nạt thành bộ dạng này, chỉ đành chậc lưỡi. Rầm. Đúng lúc này, cánh cửa bỗng bị ai đó đá mở toang ra. Hôm nay bọn mày chết hết đi cho tao. Cả người Tiêu Chính Văn ngùn ngụt lửa giận, đá một cú khiến đám côn đồ đánh Khương Vi Nhan văng ra xa. Vợ à, em vẫn ổn chứ? Tiêu Chính Văn vội vã chạy đến trước mặt Khương Vi Nhan hỏi. Em không sao. Khương Vi Nhan đau đến mức không nói nên lời, dứt lời cô ngất xỉu. Tiêu Chính Văn cảm thấy đầu mình trống rỗng khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Khương Vi Nhan. Anh nhẹ nhàng bế Khương Vi Nhan lên ghế xốp, anh phải trút hết cơn giận này. Anh nổi giận đi đến cạnh sói hoang. Chương 1054, kế hoạch của Tiêu Long. Lúc này, sói hoang vẫn còn đang ngơ ngác, vừa nãy mới thấy một bóng người xuất hiện trước cửa, ngay lập tức hắn đã bị đá văng, hắn run lẩy bẩy khi thấy Tiêu Chính Văn đi về phía mình. Anh muốn làm gì? Không để sói hoang nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã điên cuồng lao đến đánh hắn. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn bẻ từng đầu ngón tay sói hoang, 10 giây sau 10 ngón tay của sói hoang đều bị bẻ cong về sau. A! À, sói hoang thét lên một tiếng thảm thiết như xé nát tâm can, miệng liên tục mở ra hít khí lạnh. Chỉ như thế là đủ rồi sao? Tất nhiên vẫn chưa. Sau đó Tiêu Chính Văn lại đạp mạnh một cú vào chân sói hoang. Răng rắc, chân sói hoang lập tức bị đạp gãy, xương lòi cả ra ngoài. Một chân, một tay, hai tay. Tay chân của sói hoang đều siêu vẹo, cong vòng rất kỳ dị, xương cũng lộ ra ngoài, cả người phải nói là cực kỳ thê thảm. Nhưng Tiêu Chính Văn cố ý không để cho sói hoang ngất, mà để hắn chịu đựng từng chút. Tiêu Chính Văn muốn như thế, để hắn đau đến mức không muốn sống, không để cho hắn chết. Hơn nữa phải chịu trong thời gian vô hạn, trừ khi chịu không nổi nữa phải tự sát. Sau đó Tiêu Chính Văn cũng làm thế với mấy tên côn đồ khác. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng vài phút. Làm xong mọi thứ, Tiêu Chính Văn gọi cho Ôn Bất Lâm, bảo ông ấy cho người đến đón Khương Vi Nhan đi. Khi nhận điện thoại, Ôn Bất Lâm cũng sợ hãi bởi giọng nói lạnh như băng của Tiêu Chính Văn. Ông ấy không dám lề mề mà đích thân đưa Khương Vi Nhan đến bệnh viện tốt nhất để chữa trị. Sau khi sắp xếp xong cho Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn đi đến chỗ Mộ Tâm Di còn đang ngây người đứng đó. Nghe nói cô muốn đánh nát mặt vợ tôi à? Giọng Tiêu Chính Văn rất lạnh lùng, không hề mang theo cảm xúc. Không, không có, là do cô ta sỉ vả công ty nhà tôi trước, sau này tôi không dám thế nữa. Mộ Tâm Di có cảm giác như mình rơi vào hầm băng, chỉ có thể cầu xin tha.
Công ty nhà các cô giỏi lắm sao? Tiêu Chính Văn hỏi ngược lại. Không, đương nhiên là không rồi, cầu xin anh bỏ qua cho bọn tôi. Mâu Tâm Di quỳ xuống cầu xin. Tha cho các cô, thế lúc các cô bắt nạt vợ tôi có nghĩ sẽ tha cho cô ấy không? Tiêu Chính Văn gằn giọng nói. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Mâu Tâm Di quỳ dưới đất liên tục dập đầu, cô ta không dám xin tha cho công ty nhà mình mà chỉ mong Tiêu Chính Văn đừng ra tay với cô ta. Cô nghĩ cô có thể ỷ vào công ty và thế lực nhà mình mà hống hách sao? Hôm nay tôi phải cho cô biết những thứ mà cô kiêu ngạo đó chẳng là gì trong mắt tôi cả. Tiêu Chính Văn lấy điện thoại ra gọi cho Ôn Bất Lâm nói ông ấy bảo người điều tra hết mọi thứ về công ty của bố Mâu Tâm Di. Đừng ra tay với nhà tôi cầu xin anh mà, cầu xin anh. Mâu Tâm Di khóc như mưa muốn khiến Tiêu Chính Văn mềm lòng. Nếu anh có thể tha cho tôi lần này, tôi thậm chí có thể. Dứt lời, Mâu Tâm Di đỏ mặt cúi đầu xuống. Được rồi, thu lại tâm tư đó của cô đi, tôi thấy ghê tởm lắm. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Mâu Tâm Di quỳ dưới đất nghe Tiêu Chính Văn nói thế thì sắc mặt trắng bệch, cô ta cảm thấy lúc này mình đang bị sỉ nhục. Không lâu sau, điện thoại Mâu Tâm Di vang lên. Tâm Di, đồ súc sinh nhà mày, tài sản trong nhà đều mất sạch vì mày rồi, mày có bị mất não hay không mà đi chọc vào Khương Vi Nhan vậy hả? Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét tức giận của bố Mâu Tâm Di. Bố, con không cố ý, con cũng có nỗi khổ mà. Mâu Tâm Di muốn ngụy biện. Được rồi, mày đừng nói nữa, kể từ hôm nay mày cút ra khỏi nhà họ Mâu, tự sinh tự diệt đi. Nói xong ông ta cúp máy luôn. Mâu Tâm Di sững sờ quỳ tại chỗ cứ như kẻ ngốc. Tiêu Chính Văn không có chút thương cảm nào với cô ta. Cuối cùng anh cảnh cáo người ở đó thêm một lần nữa rồi cất bước rời đi. Đến phòng bệnh ở bệnh viện. Sau khi thấy Khương Vi Nhan không sao, Tiêu Chính Văn cũng thở phào. Thế nào, em thấy đỡ hơn chưa? Tiêu Chính Văn quan tâm hỏi. Khương Vi Nhan nằm trên giường khẽ gật đầu nói, vâng, em không sao. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó sờ mạch đập bàn tay của Khương Vi Nhan, nhíu mày nói, sao thực lực của em lại giảm nhanh thế? Bây giờ cũng chỉ là thực lực của người bình thường. Khương Vi Nhan lắc đầu nói, em không biết nữa, chồng ơi, không phải là vì mang thai chứ. Tiêu Chính Văn ngẫm nghĩ rồi đắp chăn cho Khương Vi Nhan nói, em đừng lo lắng. Sau đó Tiêu Chính Văn về biệt thự Dở Thiên Sơn thư lục ra muốn tìm một ít thông tin từ mảnh giấy cũ. Một lát sau, Tiêu Chính Văn đã tìm thấy thông tin mình cần. Trong mảnh giấy cũ về y thuật của Thiên Sơn thư lục có ghi chép lại tình trạng của Khương Vi Nhan. Thực lực của người có thể chất đặc biệt đúng là sẽ giảm xuống trong thời kỳ mang thai. Nhưng tình trạng này không phải không có cách giải, chỉ khi sinh xong thì mới có thể khôi phục. Nhưng khi xuất hiện tình trạng này thì sau khi chào đời, trong quá trình trưởng thành những đứa trẻ đó cũng sẽ xuất hiện thiên phú khác người. Đây cũng chính là huyết mạch. Ôi! Đọc đến đây Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi. Nói cách khác, đứa nhỏ trong bụng Khương Vi Nhan sẽ có tiềm năng vô hạn. Quay lại bệnh viện, Tiêu Chính Văn nhìn thấy Tiêu Long cũng ở đó. Ông nội, Tiêu Chính Văn ngờ vực nói. Tiêu Long nhìn Tiêu Chính Văn bước vào nói, cháu tìm được rồi à? Vâng ạ, Tiêu Chính Văn đáp. Sau đó Tiêu Long nói, trong người cháu dâu có luồng năng lượng bá đạo của ông cộng thêm thể chất đặc biệt của nó nên mới xuất hiện tình trạng thực lực bị giảm xuống, chuyện này không phải là chuyện xấu. Sau khi đứa trẻ chào đời, thực lực của cháu dâu sẽ bước vào tầng cao hơn. Ngoài ra, đứa trẻ này cũng sẽ có sức mạnh vô hạn nên lần này ông đến đây là muốn bàn với các cháu một chuyện. Chuyện gì à? Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan ngồi trên giường bệnh, cô cũng tỏ ra ngờ vực. Tiêu Long liếc nhìn bụng Khương Vi Nhan nói, sau khi đứa trẻ ra đời ông sẽ dẫn nó đi. Đợi nó đến tuổi trưởng thành mới có thể về thăm các cháu. Phòng bệnh rơi vào im lặng. Khương Vi Nhan cúi đầu như đang do dự. Tiêu Chính Văn cau mày hỏi, ông nội, nhất định phải dẫn đi sao? Ông không ép buộc các cháu, chỉ vì muốn đứa nhỏ có tương lai tốt hơn, Tiêu Long nói. Tiêu Chính Văn gật đầu nhìn Khương Vi Nhan nói, ông để bọn cháu suy nghĩ thêm nhé. Ừ, suy xét xong thì liên lạc với ông. Tiêu Long nói, sau đó đưa cho Tiêu Chính Văn số điện thoại và địa chỉ, đây là thế lực ẩn ở Giang Trung của ông, gặp phải chuyện gì có thể liên lạc với họ,
họ sẽ liên lạc lại với ông. Khoảng thời gian này ông phải giải quyết chút chuyện nên không thể lo cho các cháu được, các cháu tự mình để ý. Cháu biết rồi ạ, Tiêu Chính Văn đáp. Chương 1055, bái ông làm thầy. Sau khi Tiêu Long rời đi, Tiêu Chính Văn ngồi trên đầu giường của Khương Vi Nhan, do dự trong chốc lát rồi hỏi, vợ à, em nghĩ thế nào? Lúc này, tâm trạng của Khương Vi Nhan rất phức tạp, cô xoa bụng mình, nói, chồng à, anh thật sự muốn để ông nội dẫn đứa bé đi sao? Sau khi trưởng thành đứa bé mới có thể trở về gặp chúng ta, em không nỡ. Tiêu Chính Văn đương nhiên cũng không đành lòng, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khương Vi Nhan, nói, không sao, chúng ta cứ suy xét thêm, không cần quyết định vội. Nghe vậy, Khương Vi Nhan mới gật đầu. Cùng lúc này, trong một khách sạn 5 sao nào đó tại Giang Trung, Đông Phương Phong đang đi qua đi lại bên trong phòng, sắc mặt rõ ràng vô cùng sốt ruột. Ngay sau đó, một tên vệ sĩ bước vào trong, hô lên, cậu chủ, ông Lương tới rồi. Thật sao, mau mời vào, mau mời vào. Đông Phương Phong vô cùng kích động, thậm chí còn chủ động chạy ra đón tiếp. Không lâu sau, một ông lão chắp tay phía sau lưng sải bước từ ngoài cửa vào. Đây là ông lão thân cận mà cựu gia chủ nhánh chính gia tộc Đông Phương đã cử tới Giang Trung, cũng là trợ thủ mạnh nhất của nhà bọn họ. Ông Lương, cuối cùng ông cũng tới rồi, ông phải làm chủ cho cháu mới được. Khoảnh khắc mà Đông Phương Phong nhìn thấy ông Lương thì bắt đầu khóc lóc than thở, nước mắt nước mũi giàn giụa. Ông Lương khẽ cau mày khi nhìn thấy vết thương của Đông Phương Phong, lạnh lùng nói, ông nội cậu bảo tôi đến đây, đương nhiên là để làm chủ cho cậu. Không những phải làm chủ cho cậu mà còn phải báo thù cho ông Yên nữa. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Phong nhanh chóng lau nước mắt, thêm mắm dặm muối thuật lại một lượt. Sau khi nghe xong, sắc mặt của ông Lương càng trở nên u ám, siết chặt bàn tay, khí thế của thiên vương địa cấp 3 sao trên người bộc phát ra ngoài, bao phủ khắp cả khách sạn. Hay cho một thằng danh con ngạo mạn, vậy mà lại dám xem thường nhánh chính của gia tộc Đông Phương chúng ta như vậy. Xem ra bởi vì đã quá nhiều năm tôi không ra tay nên nhiều người cũng quên mất luôn sự hung tàn của nhánh chính gia tộc Đông Phương. Ông Lương lạnh lùng nói, khí thế trên người giống như sấm sét, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Dẫn tôi đi gặp tên đó. Ông Lương phẫn nộ nói. Đông Phương Phong nghe vậy thì gương mặt ngập tràn vẻ vui sướng, gật đầu lia lịa, đáp được, ông Lương, lần này ông nhất định phải dạy dỗ cho tên Tiêu Chính Văn kia một trận ra trò. Hắn không chỉ cướp mất phụ nữ của cháu mà còn nhiều lần sỉ nhục đánh chửi cháu. Nhất định phải cho hắn biết nhà họ Đông Phương không phải là nơi mà tên phế vật nào cũng có thể động tới. Tối hôm đó, Khương Vi Nhan nhận được điện thoại của Đông Phương Phong. Trong điện thoại, Đông Phương Phong lạnh lùng cười nói, Tổng Giám Đốc Khương, tối nay tôi muốn mời Tổng Giám Đốc Khương và anh Tiêu tới nhà hàng Kim Phụng dùng bữa tối, không biết Tổng Giám Đốc Khương có chịu nể mặt hay không? Khương Vi Nhan nhíu đôi lông mày lá liễu, lạnh lùng nói, không rảnh. Nói xong, cô định cúp điện thoại. Thế nhưng, Đông Phương Phong lại lạnh lùng lên tiếng, Tổng Giám Đốc Khương, chẳng lẽ tập đoàn Vi Nhan của cô không muốn tiến quân vào Long Kinh sao? Lẽ nào cô không cần lô dược liệu kia nữa à? Cô phải nghĩ cho kỹ vào, lô dược liệu đó chỉ có trong mấy ngọn núi trồng thuốc do nhánh chính gia tộc Đông Phương nắm giữ mà thôi. Nghe vậy, Khương Vi Nhan đang định cúp máy chợt lộ ra vẻ do dự. Gần đây, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp mà tập đoàn cô đang nghiên cứu điều chế với Thanh Vân Tông quả thực cần một vị dược liệu. Mà loại dược liệu này lại chỉ có thể sinh trưởng ở trong mấy ngọn núi trồng thuốc do nhánh chính gia tộc Đông Phương quản lý. Nói cách khác, nếu không hợp tác với nhà họ Đông Phương thì cũng không có cách nào sản xuất và tung ra thị trường loại sản phẩm này. Bởi thế, tập đoàn Vi Nhan mới chuẩn bị hợp tác với nhánh chính gia tộc Đông Phương. Nghĩ ngợi một lúc, Khương Vi Nhan nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đương nhiên cũng nghe thấy lời Đông Phương Phong nói, anh lặng lẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, đồng ý đi, vừa hay tới xem tên Đông Phương Phong này còn muốn giở trò gì nữa. Khương Vi Nhan lạnh lùng đáp lời, vậy được. Tốt lắm, Tổng Giám Đốc Khương quả nhiên là người thông minh. 8 giờ tối nay, phòng bao thiên tự tại nhà hàng Kim Phụng. Đông Phương Phong nói xong câu này thì cúp máy luôn. Sau đó, hắn vui vẻ nhìn về phía ông Lương đang ngồi trên ghế sofa thưởng thức trà,
nói, ông Lương, đối phương đồng ý rồi, tối nay phải dựa cả vào ông Lương. Phế bỏ tên Tiêu Chính Văn đó, cháu phải làm nhục vợ hắn ngay trước mặt hắn, khiến cho hắn sống không bằng chết. Ông Lương khẽ cau mày nhìn Đông Phương Phong, hơi bất lực lắc đầu thở dài nói, Phong Nhi, cậu cũng không còn nhỏ nữa, phải học cách bớt phóng túng lại đi. Nhánh chính gia tộc Đông Phương sau này là của cậu đấy. Đông Phương Phong nghe vậy thì bày ra dáng vẻ cung kính, nói ông Lương, ông cũng biết đấy, chưa chút được cục tức này thì cháu cũng ăn ngủ không yên. Ông Lương gật đầu, nói, được rồi, tối nay tôi sẽ thay cậu ra tay cho tử tế. Có điều, tôi phải hưởng thụ con đàn bà đó trước. Nghe vậy, Đông Phương Phong liền cười nói, đó là chuyện đương nhiên. Khương Vi Nhan là người đẹp hàng đầu Giang Trung, vốn dĩ Phong Nhi cũng đang chuẩn bị biếu tặng cho ông Lương mà. Ông Lương khẽ cười rồi gật đầu. 8 giờ tối, nhà hàng Kim Phụng, Giang Trung. Cả nhà hàng đều mang kết cấu xây dựng theo hơi hướng cổ xưa, giống như khắc rồng họa phượng. Phòng bao thiên tử cũng là phòng bao đắt nhất của nhà hàng này. Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan bước xuống xe, rồi đi thẳng tới phòng bao thiên tử. Vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy Đông Phương Phong đang nói cười gì đó với một ông lão ở trong phòng bao. Nhìn thấy Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn bước vào trong, Đông Phương Phong cười khẩy, ra hiệu cho vệ sĩ đóng cửa lại, sau đó vô cùng ngạo mạn nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Đông Phương Phong, chẳng thèm coi hắn ra gì, sau đó ánh mắt lại nhìn lên người ông lão đang ngồi bên cạnh Đông Phương Phong. Không nhìn thấu, ông lão này mặc dù không toát ra hơi thở gì, thế nhưng lại giống như một mặt hồ sâu nhìn không thấy đáy. Vậy nên, Tiêu Chính Văn nhíu mày, đề cao cảnh giác. Lúc này, ông Lương cũng tùy ý liếc mắt về phía Tiêu Chính Văn, cứ như rất xem thường anh. Tiếp đó, ánh mắt của ông ta nhìn về phía Khương Vi Nhan đang đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, đột nhiên kinh ngạc. Người phụ nữ này đẹp thật. Hơn nữa, không hiểu sao ông Lương lại cảm thấy thể chất của người phụ nữ này rất đặc biệt. Một giây sau, ông Lương lại đưa ánh mắt quay trở lại trên người Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, nhóc con, cậu là người giết ông Yên à? Tiêu Chính Văn nghe vậy, lập tức nhướng mày cười nhạt, đáp, ông đang nói tới lão già mấy hôm trước hả? Không sai, là tôi giết ông ta. Khốn nạn! Ông Lương đập tay lên mặt bàn, phẫn nộ nói, ngạo mạn ngu dốt. Giết ông Yên thì dùng mạng để đền đi. Nghe thấy lời này, Tiêu Chính Văn cũng coi như hiểu ra mục đích buổi tiệc tối nay của Đông Phương Phong. Dùng mạng để đền ư, vậy thì ông cũng phải có thực lực đó mới được. Tiêu Chính Văn cười khẩy, thản nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện với ông Lương, tiếp tục lên tiếng, ông cũng là trợ thủ của nhánh chính gia tộc Đông Phương à. Ông Lương vuốt râu, kiêu ngạo nói, đúng thế, nhóc con, giết chết trợ thủ của nhánh chính gia tộc Đông Phương chúng tôi là tội không thể dung tha. Có điều, thấy cậu còn trẻ như vậy, lại có thực lực không tồi, tôi cũng thấy tiếc cho người tài. Chỉ bằng cậu quỳ xuống dập đầu lạy Phong Nhi ba cái, sau đó bái tôi làm thầy, trở thành đồ đệ của tôi, dốc sức vì nhánh chính gia tộc Đông Phương. Như vậy thì cũng có thể miễn được tội chết. Chương 1056, đâu chỉ là thiên vương hay sao? Đông Phương Phong nghe vậy cũng nóng ruột. Ông Lương, sao ông còn muốn nhận hắn làm đệ tử chứ? Chẳng phải chúng ta đã nói. Ông Lương trừng mắt nhìn Đông Phương Phong, tôi tự biết sắp xếp. Người như vậy giữ lại bên cạnh, để cậu ta làm việc cho mình còn tốt hơn là giết chết. Đông Phương Phong nhíu mày, nghĩ cũng đúng. Chẳng phải Tiêu Chính Văn rất kiêu ngạo sao? Chẳng phải rất ngông cuồng sao? Nếu giữ lại bên mình thì có thể khiến hắn bán mạng cho mình, sai khiến hắn như một con chó. Ha ha ha! Thậm chí còn có thể ngày ngày chơi đùa vợ hắn, khiến hắn hận nhưng không thể nói, trở thành tên khốn bị cắm sừng ngàn năm. Ở bên kia, ông Lương nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt kiêu ngạo, lạnh lùng nói, thế nào, nhóc con, đã suy nghĩ xong chưa? Gia nhập môn phái của tôi thì có thể thoát khỏi tội chết. Ha ha! Tiêu Chính Văn cười khẩy đáp, gia nhập môn phái của ông ư. Tôi lo là ông không có tư cách đó. Câu nói này khiến toàn bộ phòng bao trở nên chết lặng. Lúc này nếu kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thậm chí, nhiệt độ cũng giảm xuống dưới 0 độ ngay lập tức, khiến người ta sợ hãi.
Khương Vi Nhan đứng bên cạnh khẽ kéo góc áo của Tiêu Chính Văn, ra hiệu cho anh đừng nói nhảm nữa. Dầm. Giây tiếp theo, ông Lương tức giận đập bàn, mấy chén trà trên bàn bay lên, trà đổ hết ra bàn. Ông ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, tức giận nói, nhóc con. Cậu đang tự tìm đường chết đấy. Đông Phương Phong đứng bên cạnh cũng thêm dầu vào lửa, Tiêu Chính Văn, mày thật kiêu ngạo. Ông Lương đã cho mày một con đường sống, mày đừng có mà không biết điều nữa. Mau quỳ xuống xin lỗi ông Lương đi, nếu không, hôm nay hai người bọn mày không thể rời khỏi đây đâu. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn nhướng mày, lạnh lùng nhìn Đông Phương Phong bên cạnh ông Lương, ngạo nghễ nói, vậy sao? Vừa nói anh vừa cầm đôi đũa trên bàn lên, từ trước đến nay chưa có ai dám uy hiếp tôi, cho dù anh là cậu chủ nhà họ Đông Phương thì cũng không phải ngoại lệ. Nói xong, Tiêu Chính Văn vung tay lên, đôi đũa trong tay giống như tia sáng, bay thẳng về phía Đông Phương Phong. Lúc này, hai chiếc đũa kia như mang theo sức mạnh của sấm sét, chớp mắt đã lao đến chỗ Đông Phương Phong. Đông Phương Phong sợ hãi lùi lại vài bước, cảm nhận được sức mạnh và sát khí của chiếc đũa lao đến trước mặt mình. Thật đáng sợ. Ông Lương, cứu cháu. Đông Phương Phong hét lớn. Ông Lương đứng bên cạnh nhíu mày, tức giận nói, nhóc con. Cậu thật kiêu ngạo, dám ra tay trước mặt tôi. Ai cho cậu lá gan đó chứ? Nói xong, ông Lương lại đập bàn, duỗi hai ngón tay ra, kẹp lại trong không trung. Lúc hai chiếc đũa cách cổ họng Đông Phương Phong 3 cm, hai ngón tay của ông Lương kẹp chặt lấy đôi đũa. Sau đó, một tiếng rắc vang lên. Hai chiếc đũa bị tay của ông Lương kẹp gãy, rơi lộp bộp xuống đất. Lúc này, Đông Phương Phong đã sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, hai mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn đôi đũa gãy trên mặt đất. Sau đó, hắn bật dậy, tức giận chỉ vào Tiêu Chính Văn, quát lớn, Tiêu Chính Văn. Mày đang tự tìm cái chết. Ông Lương, ông thấy rồi đấy, tên này cứng mềm đều không muốn. Ông hãy dạy cho hắn một bài học đi, để hắn nhớ đời. Ông Lương nghe vậy cũng nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng, trên người đột nhiên tỏa ra khí thế dữ tợn. Ông ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn đang ngồi vững vàng trên ghế, lạnh lùng nói, nhóc con. Cậu ngông cuồng quá rồi đấy, ngạo mạn quá thì phải trả giá, dám ra tay với cậu chủ Đông Phương thì phải chết. Hôm nay, cậu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Nói xong, khí thế trên người ông Lương đột nhiên bộc phát. Hơi thở thiên vương địa cấp 3 sao lập tức tỏa ra tràn ngập toàn bộ phòng bao, sau đó bao phủ cả khách sạn. Lúc này, ngay cả mây trên trời cũng nhanh chóng bị ép xuống. Trong phòng bao, khí thế trên người ông Lương khiến Đông Phương Phong và Khương Vi Nhan cảm thấy hơi khó thở. Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng vỗ vào mờ u bàn tay Khương Vi Nhan, kéo cô ra sau lưng bảo vệ, mới có thể khiến cô hít thở dễ dàng hơn. Thiên vương địa cấp 3 sao? Chẳng trách Đông Phương Phong lại tự tin đến vậy. Nhà họ Đông Phương đúng là có nền móng vững chắc. Mỗi một phân nhánh đều có thiên vương địa cấp 3 sao làm trợ thủ đắc lực. Vậy tại sao gia chủ của 4 gia tộc lớn lại chỉ đạt đến cảnh giới bán bộ thiên vương? Nhóc con, bây giờ, tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng để quỳ xuống xin lỗi tôi. Ông Lương tức giận quát lớn, cộng thêm khí thế của thiên vương địa cấp 3 sao trên người ông ta khiến tiếng quát như tiếng sấm chói tai, đinh tai nhức óc. Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói thiên vương địa cấp 3 sao à, chẳng trách ông tự tin đến vậy. Nhưng vậy thì sao chứ? Nói xong, trên người Tiêu Chính Văn cũng tỏa ra luồng sức mạnh kinh người. Luồng sức mạnh thiên vương huyền cấp 2 sao trào ra, đối diện với ông Lương, mạnh mẽ ngang nhau. Ông Lương thấy vậy, cũng nhíu mày. Ông ta cũng không ngờ Tiêu Chính Văn còn trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao. Điều này thật lạ thường. Cậu ta rốt cuộc là ai? Chương 1057 thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, ông Lương bắt đầu nghi ngờ thân phận của Tiêu Chính Văn. Dù sao người mới hơn 20 tuổi mà đã đạt đến cảnh giới này, tuyệt đối không phải là người bình thường. Nhưng ông Lương cũng không hề sợ hãi. Chẳng qua chỉ là thiên vương huyền cấp 2 sao, vẫn chưa đủ đáng sợ. Ha ha, nhóc con, chẳng trách cậu lại mạnh miệng như vậy. Thì ra là thiên vương huyền cấp 2 sao, cậu còn trẻ mà đã đạt đến cảnh giới này, quả thực là từ trước đến nay chưa từng có.
cho nên cậu càng phải biết nên trân trọng cái gì. Nhập môn làm đồ đệ của tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu, khiến cậu có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Ông Lương nói ra ý định thu nhận đồ đệ rất cấp thiết. Có được một đồ đệ là thiên vương huyền cấp 2 sao quả thật là một vinh hạnh lớn. Quan trọng hơn là có thể mượn sự trợ giúp của Tiêu Chính Văn để bản thân ông ta đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, lúc ông Lương nói xong, Tiêu Chính Văn lập tức bật cười chế nhạo, ông nghĩ tôi chỉ đạt cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao thôi sao. Nghe xong, mọi người trong phòng bao vô cùng kinh ngạc. Ông Lương nhíu mày, vẻ mặt sững sờ. Thằng nhóc này nói vậy là có ý gì? Lẽ nào? Lúc ông Lương còn đang sững sờ thì khí thế trên người Tiêu Chính Văn lại đột nhiên tăng lên. Dầm! Lúc này, khí thế trên người Tiêu Chính Văn đã đột phá cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao, tiến vào cảnh giới bán bộ thiên vương địa cấp 3 sao. Vốn dĩ, Tiêu Chính Văn muốn dựa vào sự ép bức của ông Lương, nhân cơ hội này đột phá lên thiên vương địa cấp 3 sao. Nhưng vẫn thiếu chút cơ hội. Cho nên sức mạnh trên người Tiêu Chính Văn lúc này chỉ dừng lại ở cảnh giới bán bộ thiên vương địa cấp 3 sao. Có điều, như vậy cũng đã đủ để khiến ông Lương kinh hoàng. Tuổi này, trình độ này, thật không thể tin được. Điều đáng sợ hơn là khí thế trên người Tiêu Chính Văn lúc này lại dần chèn ép ông ta. Thật không thể tưởng tượng nổi. Còn kém ông ta nửa cấp, vậy mà khí thế lại mạnh hơn ông ta vài phần. Nếu tên này đạt cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao thì chẳng phải ở cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao sẽ không có đối thủ sao? Thậm chí còn có thể chiến đấu với thiên vương thiên cấp 4 sao? Sắc mặt ông Lương tối sầm lại, vô cùng khó coi. Ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, không ngờ, thằng nhóc cậu còn giấu nghề. Nhưng vẫn chẳng thể đột phá lên cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao? Trong mắt tôi vẫn chỉ là con kiến mà thôi. Vậy sao, thế thì đánh thử xem sao. Tiêu Chính Văn cười nhạt nói, lộ ra vẻ ngoài vô hại. Nụ cười này đã chọc giận ông Lương. Đây chính là hành động xem thường ông ta. Nhóc con, đừng vội kiêu ngạo, nhận một chưởng của tôi đây. Ông Lương nổi giận, nâng tay lên, động tác vận khí nhanh như trong chóng, hung hăng đánh về phía Tiêu Chính Văn. Cú đánh này thoạt nhìn có vẻ bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Thậm chí trong lúc ra tay, sức mạnh khủng khiếp ấy còn bóp méo cả không gian. Ầm một tiếng, Tiêu Chính Văn cũng không chịu yếu thế, giơ một cú đấm lên ứng chiến. Trong phút chốc, toàn bộ bàn ghế trong cả căn phòng đều bị đánh tan tác. Điều đáng sợ hơn là bốn bức tường xung quanh căn phòng cũng ngay lập tức nứt ngang rồi đổ sụp. Thực khách ở hai gian phòng bên cạnh đều hét lớn rồi bỏ chạy tán loạn ra ngoài. Từ ngoài nhìn vào, phòng ăn trên tầng cao nhất của nhà hàng Kim Phụng đều thông gió từ bốn phía. Lúc này, không ít người dân hiếu kỳ và thực khách chạy trốn đang đứng tập trung xung quanh nhà hàng Kim Phụng. Hai người, một trường va chạm nhau, suýt chút nữa thì cả nhà hàng đều bị đánh bay. Ông Lương lùi về sau nửa bước. Hai người đều không sử dụng toàn bộ sức mạnh, nếu không, trong phạm vi vài km quanh đây sẽ không còn một ngọn cỏ. Đòn đánh của hai người chỉ là để thăm dò lẫn nhau, để đối phương biết ý đồ của mình. Thế nhưng, một đòn đơn giản như vậy cũng khiến ông Lương nhíu mày căng thẳng. Tiêu Chính Văn còn mạnh hơn những gì ông ta nghĩ. Rõ ràng là chưa thật sự bước chân vào cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao, vậy mà lại đánh thắng ông ta với chiêu thức này. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tiêu Chính Văn, ông Lương nhíu chặt mày, trong lòng nổi giận đùng đùng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười nói, ông già, còn muốn đánh nữa không? Ông Lương giận dữ đáp, sao lại không đánh? Dứt lời, ông Lương lao lên phía trước, nhanh chóng đánh mấy chưởng về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn kéo Khương Vi Nhan ra sau lưng, nâng nắm đấm lên, mạnh mẽ nghênh chiến. Ầm ầm ầm. Lúc này, trong nhà hàng, làn sóng kinh khí cuồng bạo tỏa ra khắp bốn phía. Tiêu Chính Văn và ông Lương đã liên tiếp tung ra vài đòn đánh. Nhưng rõ ràng là ông Lương không hề chiếm ưu thế. Điều này khiến trong lòng ông Lương vô cùng kinh hoàng. Bản thân ông ta đã có sức mạnh thiên vương địa cấp 3 sao, hơn nữa đã bước vào cảnh giới này nhiều năm. Lúc này, đứng trước một người thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa còn kém mình nửa cấp nhưng lại bị dồn vào thế bất lợi.
hai người đột nhiên tách nhau ra. Chương 1058, sỉ nhục vợ tao thì nhất định phải chết. Ông Lương trúng vài cú đấm, trên người Tiêu Chính Văn đương nhiên cũng bị trúng vài đòn, nhưng đều không bị thương gì nặng lắm. Dường như hai bên đều rất kiềm chế. Dù sao, đây cũng đang ở trong thành phố, nếu thật sự triển khai toàn bộ khí thế, đánh một trận ra trò thì nhất định sẽ liên lụy đến nhiều người vô tội. Nhóc con, cậu quả nhiên rất mạnh. Ông Lương lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn cũng cười đáp, ừ, ông lại kém hơn tôi nghĩ, chẳng hề xứng đáng với số tuổi của mình chút nào. Cậu, láo xược. Ông Lương nổi giận. Ông ta không ngờ Tiêu Chính Văn lại dám sỉ nhục mình như vậy. Ông ta ở nhánh chính gia tộc Đông Phương, trước nay đều nhận được sự tôn kính, chưa từng có ai dám sỉ nhục bản thân như vậy. Ông Lương phẫn nộ, đưa một tay lên rút thanh kiếm bên hông ra, chĩa thẳng vào Tiêu Chính Văn tức giận nói, vốn dĩ tôi không muốn giết cậu, nhưng nếu cậu đã nói như vậy thì chết đi. Lúc này Khương Vi Nhan đang đứng phía sau Tiêu Chính Văn vô cùng kinh hãi. Cô đương nhiên nhìn ra được ông Lương đã tức giận. Chồng ơi, cẩn thận. Tiêu Chính Văn cười nhạt, nhìn ông Lương đang cầm thanh kiếm kim cang nói, vừa hay, dùng ông để tập luyện một chút cũng tốt. Dứt lời, con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn lập tức bắn ra, tạo thành một vệt sáng. Một tiếng keng vang lên. Con dao quân đội năm cạnh va vào thanh kiếm trong không trung, lóe lên một tia lửa sáng chói và phát ra âm thanh kim loại chói tai. Ông Lương lập tức rút kiếm lại, quay người, từ một góc độ khác hung hăng chĩa mũi kiếm vào Khương Vi Nhan sau lưng Tiêu Chính Văn. Ông ta còn có ý đồ khác. Từ lúc bắt đầu, mục tiêu của ông Lương chính là Khương Vi Nhan. Ông ta không tin, nếu mình bắt được Khương Vi Nhan thì Tiêu Chính Văn còn không ngoan ngoãn giơ tay chịu trói sao. Nhìn thấy ông Lương cầm kiếm đâm tới, Khương Vi Nhan bị dọa sợ không dám nhúc nhích, toàn thân run rẩy. Nếu là trước đây, tốt xấu gì cô cũng đạt tới cảnh giới chủ soái, đối mặt với nhát kiếm này thì nhất định sẽ không tỏ ra sợ hãi như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, Khương Vi Nhan đang mang thai, sức mạnh đã giảm xuống không khác gì người bình thường, hoàn toàn không đỡ nổi sát ý và uy lực nhát kiếm của vị cường giả thiên vương này. Ông dám! Tiêu Chính Văn thấy vậy, lập tức gầm lên. Ngay lúc ấy, trên người anh cuồn cuộn lửa giận ngút trời, giống y hệt một con rồng gầm lên. Chấn động khắp trốn. Tiếng giống giận dữ này như tiếng sấm rền vang dội. Còn uy lực của nhát kiếm trong tay ông Lương vẫn không hề giảm, đâm thẳng về phía Khương Vi Nhan. Chết đi! Đã đến nước này, ông Lương đương nhiên cũng không muốn giữ lại mạng cho ai nữa. Nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bóng người của Tiêu Chính Văn đột nhiên chắn trước Khương Vi Nhan. Phập! Nhát kiếm hung hăng đâm thẳng về phía ngực Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn nâng tay lên bắt được thanh kiếm. Mũi kiếm chỉ cách tim của Tiêu Chính Văn 5 cm. Lúc này, máu tươi theo tay của Tiêu Chính Văn chảy xuống đất. Chồng ơi! Khương Vi Nhan đứng sau lưng anh, lúc này mặt mày đã biến sắc. Trong mắt Tiêu Chính Văn tràn đầy lửa giận. Dù sao ông Lương là cường giả thiên vương địa cấp 3 sao, khoảng cách ngắn như vậy, bản thân có thể phản ứng lại mà đỡ được nhát kiếm này cũng đã là nhờ ơn trời rồi. Ông Lương thấy Tiêu Chính Văn đỡ được nhát kiếm này của mình thì mặt mày nhăn nhó, kinh hoàng, sau đó hung hăng đánh một đòn mạnh về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng nâng tay kia lên phản đòn. Cú đánh này đã tích tụ ngọn lửa giận trong lòng Tiêu Chính Văn, sức mạnh long trời lở đất, nhắm thẳng vào ông Lương. Ông Lương trừng lớn hai mắt, cực kỳ kinh hãi. Ông ta vẫn chưa kịp phản ứng thì một tiếng rầm vang lên. Nắm đấm của Tiêu Chính Văn đã đánh thẳng tới. Tay của ông Lương ngay lập tức vang lên tiếng răng rắc, xương cốt rạn gãy, cả cánh tay khẳng khiu phải chịu lực công kích cực lớn. Ngay sau đó, cả người ông Lương bay thẳng ra xa, như một quả lựu đạn, bay từ tầng 3 nhà hàng Kim Phụng vào trong màn đêm, sau đó rơi xuống đất rồi đập mạnh bịch một tiếng, tạo thành một cái hố lớn hình người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đông Phương Phong đứng ở góc tường đã bị dọa sợ đái ra quần. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn từng bước tiến lại gần, Đông Phương Phong quỳ phịch xuống đất, nằm dạp ra, khóc lóc van xin, tôi, Tiêu Chính Văn, ông nội Tiêu xin tha mạng, sau này tôi không dám nữa, không dám nữa, mong anh bỏ qua cho tôi. Lúc này Đông Phương Phong hoàn toàn hoảng sợ. Tiêu Chính Văn đánh bay ông Lương bằng một đòn đánh.
Chuyện này còn không đáng sợ sao? Thế nhưng Tiêu Chính Văn bước qua người hắn, không thèm liếc nhìn, đứng bên bức tường đã bị đổ xuống, nhìn cái hố lớn hình người dưới đất. Đông Phương Phong thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, vù một tiếng. Con dao quân đội nằm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn xuyên thẳng qua ngực của Đông Phương Phong, mang theo rất nhiều máu. Đông Phương Phong trợn tròn hai mắt, cúi đầu nhìn lỗ máu trên ngực mình, rơi bịch một phát xuống vũng máu. Mày dám giết tao. Sỉ nhục vợ tao thì nhất định phải chết. Tiêu Chính Văn bỏ lại câu này, nhún người phi xuống đất từ tầng 3 xuống. Trong cái hố lớn hình người, ông Lương như một con quỷ bị phong ấn, gầm một tiếng, cầm kiếm lên quát, nhóc con. Cậu muốn chết hả? Chương 1059 không dám thở mạnh. Cả người ông Lương toát lên sát khí khủng bố, ông ta nhảy lên từ trong cái hố lớn hình người, thanh kiếm trong tay hóa thành tia sáng, mạnh mẽ chém về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vừa mới đáp đất đã lập tức tung một cú đá mạnh về phía trước. Dầm một tiếng. Cú đá này nhắm thẳng vào ngực của ông Lương, ông ta giống như một viên đạn bay ngược lại, lùi về phía sau thêm lần nữa, đụng đổ mấy bức tường đá phía sau lưng, cứ bay như thế không ngừng, liên tiếp va vào mấy chiếc xe sang, khiến cho chúng lõm lại thậm chí là vỡ nát, di chuyển mười mấy mét rồi mới ngã xuống nền đất. Cú đá này của Tiêu Chính Văn rõ ràng quá là đáng sợ. Tất cả những người đang túm lại xem ở phía xa đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không dám thở mạnh. Tiêu Chính Văn sớm đã chìm trong lửa giận ngút trời, từng bước tiến lại phía ông Lương đang nằm trên mặt đất. Lúc này, ông Lương phun ra mấy ngụm máu tươi, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau kịch liệt của cơ thể, lảo đảo đứng dậy nhìn Tiêu Chính Văn đang bước về phía mình, cười gần đầy nham hiểm, nhóc con, không ngờ cậu có thể đánh tôi ngã. Cậu đã khiến tôi vô cùng tức giận đấy. Dầm. Tiêu Chính Văn dừng bước. Lạnh lùng nhìn ông Lương lúc này cả người đang trào dâng sát khí khủng bố rồi nhíu mày. Giờ khắc này, ông Lương cứ như biến thành người khác, tóc trắng khắp đầu dựng ngược hết lên, khí thế của thiên vương địa cấp 3 sao trên người cũng càng lúc càng nồng đậm. Ngay tức khắc, cả người ông ta cứ giống như một loại vũ khí hạt nhân, toát lên hơi thở bùng nổ đầy khủng bố và dọa người. Chỉ trong nháy mắt, hai chân ông Lương đã mạnh mẽ dẫm lên mặt đất, biến mất khỏi vị trí. Tung nắm đấm về phía Tiêu Chính Văn. Quá nhanh. Lực bộc phát cực mạnh. Tiêu Chính Văn cũng không ngờ ông Lương lại có sự đột phá như vậy. Dầm một tiếng, cú đấm này của ông Lương đập thẳng lên ngực Tiêu Chính Văn khiến cả người anh bay ngược ra sau, thế nhưng Tiêu Chính Văn vẫn giơ tay lên, con dao quân đội năm cạnh trong tay mạnh mẽ lao vút ra, xoẹt một tiếng, cắm thẳng vào một bên của cột trụ đá. Leng keng. Sợi xích của con dao quân đội năm cạnh bị kéo thẳng ra, nó giúp ổn định tư thế bay ngược về sau của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, bên trên mặt đất vẫn lưu lại hai đường dấu chân hẹp dài. Cùng lúc này, ông Lương đã vung thanh kiếm lên lần nữa, phẫn nộ gầm lớn, thằng danh. Chết đi! Tiêu Chính Văn nhíu mày, trong mắt lóe lên tia sáng từ thanh kiếm mà ông Lương đang chém tới. Nhát kiếm này mang theo khí thế phá trời chém núi, không thể đối kháng. Tiêu Chính Văn kéo mạnh, dựa vào con dao quân đội năm cạnh, cả người bay vọt ra, xoay một quỹ đạo vòng cung giữa không gian. Thanh kiếm của ông Lương cũng kêu soạt một tiếng, chém xuống một nhát đầy khủng bố vào nơi mà Tiêu Chính Văn vừa mới đứng vững. Cả mặt đất đều bị nhát kiếm này của ông Lương chém nứt ra một đoạn dài mười mấy mét đầy khủng bố. Mọi người đứng xem xung quanh đều ngơ ngác. Quá đáng sợ! Hai người này còn là người bình thường sao? Ông Lương nhìn thấy nhát kiếm này của mình chém hụt thì mạnh mẽ quay người xoay đầu lại, nhìn Tiêu Chính Văn vừa mới tiếp đất ở phía xa, phẫn nộ gầm lên, thằng danh. Cái loạt nhát cái, không dám giao đấu chính diện với tôi à? Vậy thì hôm nay tôi nhất định sẽ giết chết cậu. Vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay ông Lương đã giống như một bông hoa sen trắng nở rộ, nhắm thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhìn ông Lương đang lao về phía mình thì cau mày. Không lùi bước mà ngược lại còn tiến lên, khom lưng, xương bánh chè cong lại, sau đó mạnh mẽ đạp lên mặt đất, bắn vọt ra giống như một viên đạn. Mặt đất bị đôi chân của anh làm chấn động tới mức chia năm xẻ bảy, lật tung hết lớp này tới lớp khác. Trong nháy mắt, bên trên quảng trường phía trước nhà hàng bùng nổ sát khí ngút trời. Tiếng leng keng vang lên không ngừng.
tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người không ngừng đan xen và tia lửa lóe lên khắp nơi. Cả mặt đất của quảng trường đã hoàn toàn vỡ vụn, đủ các khe nứt lớn giống như vừa bị một trận mưa bom bão đạn quét qua. Mà ở bên trong nhà hàng, Khương Vi Nhan đã vội vã chạy xuống, đứng phía trước cửa, vô cùng lo lắng quan sát Tiêu Chính Văn và ông Lương đang đối chiến. Càng đánh, sát khí hai bên càng mạnh. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng chưa đặt chân vào cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao. Mà ông Lương lại là thiên vương địa cấp 3 sao thực thụ. Kinh nghiệm đương nhiên mạnh hơn so với Tiêu Chính Văn. Vậy nên, hai người mới có thể đánh tới mức trời đất tối đen như thế. Có điều càng về sau, ông Lương càng cảm thấy hãi hùng. Tên Tiêu Chính Văn này quá đáng sợ. Rõ ràng vẫn chưa đặt chân vào cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao, thế nhưng lại có thể đối chiến với mình lâu như vậy, thậm chí còn lờ mờ bắt đầu áp chế được mình. Đây là tình cảnh mà ông Lương chưa từng gặp phải. Người này, nếu như không diệt trừ thì chắc chắn sẽ trở thành mầm họa lớn. Vậy nên ông Lương nghiến răng, phun ra một ngụm máu tươi rồi bôi lên trên thanh kiếm. Trong nháy mắt, cả thanh kiếm màu bạc hóa thành một thanh kiếm màu đỏ huyết, uy thế cũng cao hơn một bậc so với trước đó. Thằng danh, dám giết cậu chủ của nhánh chính gia tộc Đông Phương. Đền mạng đi. Ông Lương phẫn nộ gầm một tiếng, dáng vẻ điên dại, tay cầm thanh kiếm màu đỏ huyết chém về phía Tiêu Chính Văn. Nhát kiếm này mang theo hơi thở màu máu đầy khủng bố. Trong mắt Tiêu Chính Văn, thanh kiếm này dường như vô hình lớn hơn gấp 10 lần, từ trên trời giáng xuống, mang theo hơi thở long trời lở đất mà chém về phía anh. Tiêu Chính Văn cũng không kịp nghĩ nhiều, cả người lùi nhanh ra sau mười mấy mét, sau đó ấn vào lồng ngực, một tia sáng màu đỏ tươi đột nhiên lóe lên từ trong ngực anh. Chương 1060 rốt cuộc cậu ta là ai? Trái tim rồng xích long lúc này toát lên ánh lửa đỏ vô cùng rực rỡ. Sau đó, xoẹt một tiếng, thanh giáo dài liệt long màu đỏ xuất hiện trong tay Tiêu Chính Văn. Khoảnh khắc nhìn thấy thanh giáo dài màu đỏ này, ông Lương đột nhiên kinh hãi, trong lòng trầm xuống. Ông ta cảm nhận được cảm giác nguy hiểm và lực áp chế đáng sợ trước nay chưa từng có từ trên thanh giáo dài màu đỏ này. Thanh giáo dài này vượt qua cả vũ khí cấp thiên cực phẩm. Sao cậu ta lại có loại binh khí này? Chuyện này thật không thể tin nổi. Rốt cuộc cậu ta là ai? Đợi đã. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ. Trận chiến với thất kiếm. Cậu ta là vua Bắc Lương. Trong nháy mắt, ầm một tiếng, một suy đoán bùng nổ trong đầu ông Lương. Thế nhưng sắc mặt ông Lương cũng đông cứng lại ngay lập tức, đáy mắt lóe lên sát khí ngút trời. Vua Bắc Lương buộc phải giết. Nếu như hôm nay không giết chết cậu ta, vậy thì mình nhất định sẽ phải đối mặt với cái chết, thậm chí còn có thể liên lụy tới nhà họ Đông Phương. Vậy nên, ông Lương gầm lên một tiếng. Thanh kiếm màu đỏ huyết trong tay càng toát lên kiếm khí cường đại. Tay Tiêu Chính Văn cầm thanh giáo dài liệt long màu đỏ, ngọn giáo toát lên sức mạnh khủng bố, hóa thành con rồng màu đỏ, gầm lên một tiếng, xông thẳng về phía ông Lương đang cầm kiếm trong tay. Keng! Trong nháy mắt, thế gian như trở nên yên tĩnh. Chỉ nghe thấy âm thanh của kiếm và thanh giáo dài liệt long màu đỏ va vào nhau ở phía trung tâm. Khoảnh khắc đấy, đầu giáo và mũi kiếm va đập vào nhau. Nơi đó phát ra luồng khí khủng bố màu đỏ ngút trời. Luồng khí đó hình thành hai bức chắn hình vòng cung màu đỏ. Trong nháy mắt, toàn bộ bán kính vài km đều bị hai luồng khí điên cuồng này bao phủ lấy. Tất cả mọi người đang đứng xem xung quanh đều bị thổi bay văng người theo hướng ngược lại. Những chiếc xe sang, đá vụn, cây cối trên mặt đất cũng bị thổi bay. Sau vài phút ngắn ngủi, tiếng nứt gãy răng rắc vang lên khắp quảng trường. Thanh kiếm trong tay ông Lương dần dần vỡ vụn từ đầu mũi kiếm. Ông Lương nhìn thấy cảnh tượng này thì mở to hai mắt, phẫn nộ gào lên, không. Chuyện này không thể nào. Thế nhưng vừa dứt lời. Thanh kiếm đã hoàn toàn gãy vụn. Xoẹt. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ trong tay Tiêu Chính Văn giống như ngôi sao băng vút qua mặt đất, phập một tiếng, mang theo tiếng gầm của rồng lớn, đâm xuyên qua lồng ngực của ông Lương, trước sau xuyên thấu. Máu tươi túa ra không ngừng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.